Mình thật lòng cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ chuyện sau khi xuyên không men có khả năng thấy trước được tương lai. Anh chàng tên Vương Tú này là người xuyên không có số hưởng nhất mà Bạch Lang từng biết. Mà nguyên nhân cho sự VIP rổ của men là vì cậu ta có khả năng thấy trước được tương lai. Nhờ khả năng này mà cậu ta đã trở thành một thầy bói đại tài. Một khi men phán lời nào thì lời đó phải nói là chuẩn con mẹ nó luôn. Quan trọng nhất là một khi men giúp cho người xui xẻo thoát được kiếp nạn, thì cậu ta sẽ kế thừa được kỹ năng, linh căn hoặc huyết mạch mà người đó có cũng vì có khả năng này nên vương tú đã trở thành một tuyệt thế thiên tài có được vô số búp sức mạnh nghịch thiên như vô thượng thần thể đỉnh cấp lôi linh căn đỉnh cấp hỏa linh căn đỉnh cấp luyện đan sư và hàng đống thứ bá đạo khác chúng ta hãy cùng vào câu chuyện thôi nào vào 800 năm trước phong ấn của ma đạo bị suy yếu dẫn đến vô số yêu ma xâm nhập vào thần châu trong tình huống đó trưởng môn của ngọc hoa tiên môn muốn đứng dậy để chống lại ma tộc trước khi xuất hành ông ta muốn nhờ thủ tọa của quái mạch bói một quẻ để biết hung cát nếu vẻ bói là cát thì ông đi diệt ma đạo cứu thần châu còn nếu quẻ bói là hung thì ổng sẽ ở nhà nuôi sóc bay. Nghe thế thủ tọa của quái mạch cũng liền trổ tài và kết quả của quẻ bói là, lần này đi sẽ chắc chắn thắng, quét sạch quần ma dựng nên thời đại huy hoàng nhất của Ngọc Hoa Tiên môn. Không những thế ổng còn đảm bảo lời ta nói điều là, sự thật nếu ta nói điều cho người yêu ta chết. Nhưng sự thật đã chứng minh mấy cha nội thầy bói chỉ biết bốc phét với mồm điêu, mà thôi. Trong trận chiến đó trưởng môn dẫn 80% tinh nhuệ của Ngọc Hoa Tiên môn đi chiến với ma tộc, kết quả là 10 vạn đệ tử tinh nhuệ đi bán đu đủ. Còn trưởng môn và 70 vị địa tiên độ kiếp kỳ cũng theo con nhạn mà về Tây Tạng quan trọng hơn hết là với màn chơi ngu này thì ma tộc đã ghim Ngọc Hoa Tiên môn, và sau 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thì ma tộc đã trở lại từ hôn, khiến cho Ngọc Hoa Tiên môn bị hủy hoại nghiêm trọng. Cùng bởi thế mà Ngọc Hoa Tiên môn, từ một môn phái đứng đầu thiên hạ trở thành một nhị lưu tông môn. Và cũng với màn chơi ngu của thủ tọa quái mạch, mà hậu nhân của những người tử trận đã ép ông ta cưa bom tự sát, cùng với cái chết của ông ta thì quái mạch đã sa sút nghiêm trọng tới cuối cùng, thì chỉ còn lại một người, mà người xui xẻo đó chính là Vương Tú. Có điều vương tú của ngày hôm nay không còn là vương tú của ngày xưa nữa, vì thể xác này sau khi bị ông sư phụ hù chết thì Mên đã nhập vào. Lúc nắm bắt được tình hình Mên rất là đu đưa, nhưng dù sao cũng đã xuyên không rồi thì nhất định phải sống một cuộc đời vinh hiển, phá vỡ bầu trời, lập giàng ha -gem. Do nghĩ thế nên cậu ta quyết định, việc trước tiên cần phải làm là thoát khỏi quái mạch chứ làm thầy bói kiểu này có ngày chúng đánh cho xăng dịch. Nhưng cuộc đời này méo phải là giấc mơ. Lúc cậu ta vừa tính quất ngựa chi phong, thì bất ngờ có một cô sư muội vô cùng mờ lem tiến tới chào hỏi cô nàng này chính là một trong những đệ tử chân truyền được xem trọng nhất của Đan Mạch, và cũng chính là một trong tứ đại mỹ nhân của Ngọc Hoa Tiên Môn. Tuy cô nàng này vừa sinh ra đã ở vạch đích, nhưng cô không hề tự cao mà còn rất quan tâm tới Vương Tú. Dù cậu ta chỉ bị một vết thương nhẹ, nhưng cô nàng vẫn cố khuyên bảo để cậu ta ở lại chỗ mình. Nguyên nhân cô nàng không muốn men rời khỏi là vì khi men đi cổ không có ai nói chuyện, thì buồn như chó. Trong lúc cô nàng đang mời mọc liên tục, thì bấy giờ Vương Tú nhìn thấy trên đầu cô có một vòng tròn màu hồng phát sáng sau đó từ trong vòng tròn lại xuất hiện cảnh tượng cô sư muội này luyện đan thất bại, dẫn tới bán thân bất toại toàn thân bất động. Khi thấy những huyễn cảnh đó, thì Men liền nghĩ đây át hẳn là kỹ năng khi ta xuyên không mà có được, nó dự báo trước những việc sắp xảy ra. Dù nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu ta không biết chuyện này bao giờ mới xảy ra, nếu như ba tới 5 năm sau mới đến, thì bây giờ mình nói chẳng khác gì là một tên lùa gà. Trong lúc Men đang suy nghĩ thì bấy giờ cô sư muội lại cảm thấy nghi hoặc, không biết vì nguyên nhân gì mà sư huynh lại nhìn mình như thế, không lẽ huynh ấy biết mình bảo huynh ấy ở lại là vì thích huynh ấy hay sao? Trên thực tế vết thương của sư huynh chỉ cần tịnh dưỡng 3 tới 5 ngày là khỏi. Nhưng do sư huynh đẹp trai như chó nên mình mới tìm cớ để giữ huynh ấy lại, nếu thật huynh ấy biết thì mắc cỡ quá đi mà. Và cũng vì quá mắc cỡ nên đầu của cô nàng đã xịt khói. Mặc dù nguyên nhân là vậy, nhưng trong mắt của Vương Tú thì cô nàng này có phương pháp tu luyện thật là lạ, không ngờ luyện công có thể bốc khói đầu. Dù nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu ta cũng không quên hỏi thăm coi thử sư muội mình có chuyện gì hay không. Trước sự quan tâm của Vương Tú, thì cô sư muội liền cảm thấy mắc cỡ và muốn rời đi luyện đan nghe vậy vương tú cũng nhớ lại huyễn cảnh lúc nãy và muốn xin cô nàng cho mình được quan sát quá trình luyện đan với lời này của mên cô sư muội cũng cảm thấy ngại ngùng vì lúc luyện đang bắt buộc phải tập trung nhưng sư huynh ở cạnh làm sao mà chuyên tâm được cơ chứ dù nghĩ thì nghĩ thế nhưng với vẻ mặt đẹp trai như chó của men thì cô nàng cũng đã chấp nhận lúc bấy giờ ở phòng luyện đan của đan mạch cô nàng đang định thần và chuẩn bị bỏ các nguyên liệu vào bên trong lúc cô sư muội đang chuyên tâm chọn dược liệu thì cha nội men lại đi ăn dưa hấu mới chết người cơ chứ trước thái độ bất cần đời của men thì cô nàng vẫn ôm tồn mà nói sư huynh à muội chuẩn bị luyện hỏa linh đan nó là một loại linh đan nhất giai nguyên liệu để luyện ra nó gồm có lá mơ sa tế tương hột mắm tôm và quan trọng nhất là xích linh sâm những dược liệu này nếu xuất hiện ở phàm giang chính là thần dược vô cùng quý giá khi được cô sư muội giới thiệu các nguyên liệu thì men liền xăm soi để tìm ra cây thuốc có màu đỏ nhạc khiến đan dược phát nổ lúc thấy được vẻ mặt của vương tú thì cô sư muội cũng thầm ước mong về ngôi nhà và những đứa trẻ sau một lúc cố gắng tìm kiếm thì ông trời cũng không phụ người có lòng, men nhà chúng ta đã tìm ra cây nhân sâm có màu đỏ nhạt mà điểm báo đã nhắc tới. và một khi đã tìm thấy, thì công việc của men là cứ cầm tay con gái nhà người ta rồi nhìn đám đuối. với chiêu này của men thì cô nàng cũng dụng chứng đứ đưa đư. trong lúc cô nàng còn đang dụng chứng ngon lành, thì bây giờ men cũng bắt đầu trổ tài làm thầy bói. sư muội à, ta thấy trên trán muội có dính lọ nên ác hẳn có điểm xấu sắp xảy ra, muội phải cẩn thận đó. với những câu nói chân thành này thì khi vào tay của cô sư muội lại là, sư huynh đang tỏ tình với mình hay sao? do nghĩ thế nên cô nàng cũng liền tin và hỏi sư huynh cách để qua khỏi con trăng này thấy mình nói phát cô nàng tin ngay thì men cũng bất ngờ không thôi người gì đâu mà lại dễ tin người tới thế ít ra cũng phải suy nghĩ mấy giây rồi hà trả lời cơ chứ tuy nghĩ thì nghĩ thế nhưng men cũng thấy mừng vì cô sư muội của mình đã nghe lời khỏi mất công chủ tài chém gió trong lúc men còn đang nghĩ nên nói cái gì thì bấy giờ cô sư muội cũng không ngừng tự đa cấp rằng sư huynh yêu mình nên mới chấp nhận trả giá lớn để tiên đoán cho mình vì theo như cô biết quái mạch một khi gieo quẻ cảnh giới cách biệt càng nhiều thì khấu trừ thọ mệnh càng lớn với lần bói quẻ này rất có thể sư huynh sẽ hao hết thọ mệnh và sắp ngủm củ tỏi. do nghĩ thế nên cô nàng lại càng tin tưởng là men thích cô nàng. thế là cái mặt của cô liền đỏ lên như quả cà chua. ở gần đó khi men thấy thái độ dở hơi của cô sư muội thì cậu ta cũng bắt đầu chém gió. nguy cơ của mũi rất có thể nằm ở cây linh dược trên tay của mũi đó. nghe thấy lời này cô nàng cũng cảm thấy hơi ảo, vì đây rõ ràng là xích linh sâm. nguyên liệu này vốn rất bình thường sao lại có thể gây ra nguy hiểm cơ chứ? Trước thái độ ngây ngô của cô sư muội, thì Men liền bứt một cọng dâu của nó và thảy vào lò luyện đan, thế là cái lò liền đổ như bơm. Với một màn nổ hoành tráng, như thế thì cô sư muội cảm thấy cây sâm này có điểm bất thường. Rất may có sư huynh nhắc chứ nếu không hậu quả khó thể tưởng tượng. Lúc biết được tài năng của Men cô nàng lại càng yêu thích cậu ta. Cô không ngờ Men lại có thể đem quái thuật tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Một người tài năng như thế mà người trong tông môn lại cứ xem thường huynh ấy, sau khi cô nàng thẫn thờ xong, thì bọn họ liền quyết định tìm ra nguồn gốc của cây dược liệu xem thử nó là cái giống gì mà lại bá đạo tới như thế. Nhưng sau khi xăm soi một lúc, thì cô nàng vẫn méo nhìn ra điểm gì đặc biệt của nó. Và cũng vì thế cô nàng lại càng khâm phục men hơn, sư huynh chỉ vừa nhìn qua thì có thể thấy được sự khác biệt. Huynh ấy nói muốn xem mình luyện đang chỉ là nói dối, mục đích chính là huynh ấy muốn tìm cách giúp đỡ mình sống qua con trăng này. Những lời đồn đại lúc trước nói rằng huynh ấy tẩu hỏa nhập ma rất có thể là giả, mục đích chính của huynh ấy chính là muốn tiếp cận mình đây mà. Do nghĩ thế nên cô nàng liền rơi nước mắt. Lúc những giọt nước mắt rơi xuống thì điểm xấu trên đầu của cô nàng cũng đã biến mất. Sau đó có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người của Men, nhờ vậy mà cậu ta nhận được truyền thừa đan đạo của cô sư muội. Kỹ năng này có tên gọi là Cửu chuyển kim dịch đan kinh. Bởi vì thay cho cô nàng hóa giải điểm xấu, nên một phần năng lực của cô đã chuyển qua cho Men. Với những thứ được truyền thừa đó, thì Vương Tú có thể dễ dàng nhận biết dược tài và phối phương của vô số đan dược. Nếu không phải vì linh căn hỏa mộc của cậu ta đều là hạ phẩm thì đã trực tiếp luyện đan luôn rồi. Trong lúc Men đang suy nghĩ viển vông, thì bây giờ cô sư muội cũng đã thử đủ cách, nhưng vẫn không biết cái củ cải đỏ này là cái giống gì. Do thấy game này khó quá, nên Vương Tú liền gợi ý cho cô nàng chém bỏ mẹ nó thử xem. Và khi được cắt ra, thì từ trong củ cải đỏ xuất hiện một con phụng hoàng với mùi cha nở đặc trưng. Tới lúc này cô nàng mới nhận ra cái gì đó và lấy bí kíp ra tra cứu. Sau một lúc tìm tòi thì cô nàng đã đưa ra phán đoán cái củ cải đỏ này chính là Xích Hoàng Huyền Sâm trong truyền thuyết. Đây là một loại linh dược cực phẩm có thể tăng 300 năm thọ mệnh, đồng thời giúp tăng tư chất hỏa hệ rất mạnh. Do bình thường xích hoàn huyền sâm này rất giống xích linh sâm nên người ta cứ nghĩ nó là xích linh sâm. Xích hoàn huyền sâm này chính là linh dược cực phẩm chỉ thua mỗi tiên dược. Nếu như thứ này xuất hiện trong bí cảnh nhất định sẽ xảy ra tranh đoạt đẫm máu. Sau khi chém gió xong cô nàng mới khiếp sợ, vì không khéo là mình đem cây dược liệu quý giá như thế hủy đi, nếu thật vậy cô sẽ là tội nhân thiên cổ. Qua việc này cô nàng lại nghĩ rằng sư huynh của mình chính là một tông sư đan đạo, vì nếu người bình thường sẽ không ai nhận ra được xích hoàn huyền sâm. Sau khi phân tích xong hai người bọn họ liền tiến hành đi tới chỗ mà cô sư muội đã đào được củ sâm này khi tới nơi thì bấy giờ đây cô sư muội mới hỏi sư huynh có biết nguyên nhân vì sao lại kiêu huynh ấy tới đây hay không với câu hỏi này của cô sư muội thì men cũng liền bão quá dễ nơi xuất hiện thiên tài địa bảo như củ cải đỏ thì át hẳn vùng đất nuôi trồng ra nó phải có một thứ gì đó phóng thích ra hơi thở của tiên hoàng với những lời giải thích chính xác này thì cô sư muội lại càng ngưỡng mộ không thôi bấy giờ đây cô nàng cũng tin rằng sư huynh mình biết được ở dưới đó có cái gì chỉ là do thiên cơ không thể nói mà thôi sau khi tự mình đa tình thì cô sư muội cũng lấy ra một cái cuốc rồi ra lệnh cho nó tự đào đất Úi giời ơi cái quốc gì đâu mà nó thông minh quá, chỉ cần có nó trong tay thì không làm mà vẫn có ăn nha anh em. Lúc cây quốc đang đào ngon lành thì Mên và cô sư muội cũng cảm nhận được một luồng uy áp từ dưới lòng đất truyền tới chỗ của bọn họ. Sau một tiếng đồng hồ đào mỏ, thì cây quốc cũng đụng vào một vật lạ và từ vật đó tỏ ra một luồng ánh sáng khủng khiếp khiến cho cây quốc su cà na luôn. Sau khi đưa cây quốc trở về Tây Tạng, thì bấy giờ luồng ánh sáng đó đã quá thành một con hỏa phượng hoàng thần điểu, nhưng chân thân thật của nó chính là một cái đỉnh luyện đan. Cái đỉnh này là một kiện tiên khí thiên phẩm của Ngọc Hoa Tiên môn, và nó đã mất tích từ lâu. Nếu dùng cái đỉnh này để luyện chế đan dược không những tăng cường xác suất thành công, mà đan dược chế ra còn có hơi thở của Phượng Hoàng, giúp tăng cường hiệu quả của đan dược lên rất nhiều. Còn nếu dùng cái đỉnh này để chiến đấu thì cho dù là địa tiên cũng phải su cà na. Vào 800 năm trước ma tộc xuất thế thủ tọa của đan mạch vì để chặn tà ma đã hiến tế sinh mạng của mình, để hóa thành tiên hoàng thượng cổ kéo theo 13 vị đại năng của ma tộc đi về Tây Tạng. Sau khi đan quân tiền nhiệm tử trận, thì cái đỉnh này đã bị các cường giả cấp bậc địa tiên của ma tộc phong ấn lại từ đó trở về sau xích hoàng đỉnh cùng biệt tích giang hồ ngọc hoa tiên môn đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không tìm thấy cái đỉnh nghe tới đây cô sư muội thầm cảm thán may mắn vì có sư huynh tìm ra cây xích hoàng huyền sâm nếu không làm sao có thể phát hiện ra được cái đỉnh này cũng do nghĩ thế nên cô sư muội nhìn về vương tú với ánh mắt càng lung linh hơn trước nữa lúc bấy giờ ở gần đó có hai con điên đang cưỡi hồ lô bay vòng vòng thì bất ngờ thấy trên núi có dị tượng trong tình huống đó bọn họ liền nghĩ át hẳn là tiên dược tuyệt thế đảng sinh nên liền nhào lên tranh thủ rất may vì trong hai người có một người còn tỉnh và đã kéo sư muội của mình lại không cho nó làm ẩu bảo vật tuyệt thế cỡ đó xuất hiện mà dám cướp là trưởng lão của ngọc hoa tiên môn đánh bọn họ chết mẹ và cũng vì nghĩ thế hai cô nàng cũng đành rời đi cùng với sự rời đi của bọn họ thì bấy giờ sư tôn của cô nàng lục ước chi cũng đã tới nơi này sau đó cô nàng liền tịch thu cái đỉnh đồng thời cô cũng kéo theo hai huynh muội của vương tú trở về đan mạch ở nơi này men đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ve kêu của cô nàng thủ tọa trong lúc vương tú còn đang ngắm nhìn thì bấy giờ cô nàng thủ tọa cũng liền hỏi thăm xem vương tú có phải là đệ tử của cha nội thần côn quái mạch hay không do vương tú biết cô thủ tọa này chính là dân có máu mặt trong đan mạch đồng thời cô nàng cũng có tu luyện mỹ thuật nên cậu ta cũng ngoan ngoãn mà trả lời đệ tử là vương tú kính chào hồng liên đan quân chào hỏi xong vương tú cũng không ngừng săm soi cái vòng trên đầu của cô thủ tọa tới bây giờ cậu ta vẫn chưa biết được vòng sáng đỏ trên đầu của cô tượng trưng cho cái gì nhưng vương tú thừa biết cô nàng yêu tinh này không thể nào đụng chạm tới được lúc vương tú còn đang suy nghĩ thì cô nàng đan quân cũng thầm cảm thán trong 800 năm qua ta gặp vô số thiên kiêu, như chưa từng thấy ai lại đẹp trai ve kiêu như tên nhóc Vương Tú trước mặt. Cô nàng cũng rất tiếc vì đẹp trai, như thế mà ở lại quái mạch đúng là phí của trời. Cảm thán xong cô nàng, liền quyết định hỏi thăm khứa đệ tử tại sao lại có thể phát hiện ra Xích Hoàn đỉnh. Lục Ức chỉ nghe thấy lời đó thì lập tức trả lời, tất cả là nhờ Vương Tú sư huynh đã thấy ấn đường của con đen nên đã giúp con luyện đan và phát hiện ra Xích Hoàng Huyền Sâm. Từ việc phát hiện cây nhân sâm này chúng con đã lần ra dấu vết của Xích Hoàng đỉnh. Nghe được tới đây cô thủ tọa, cũng thầm nghĩ hai đứa ngươi đúng thật không hổ là khí vận chi tử. 800 năm qua bọn ta tìm kiếm chết mẹ mà méo có tìm ra, không ngờ hai tên quỷ bắp các ngươi không tốn tí gì liền có thể gặp được. Sau khi cảm thán xong cô nàng thủ tọa liền muốn ban thưởng cho hai huynh muội của Vương Tú 10 vạn viên linh thạch. Với phần thưởng này của tông môn thì hai huynh muội của Vương Tú cũng sáng rỡ con mắt. Nhưng khi nghe nói trước tiên cho nợ khi nào có mới thưởng thì Vương Tú cũng cay méo chịu được. Tuy rằng không có linh thạch nhưng Đan Quân cũng tặng cho hai huynh muội huân chương lao động hạng nhất của Ngọc Hoa Tiên môn. Dựa vào huân chương này có thể hưởng thụ đãi ngộ như trưởng lão nội môn trong việc tiêu tiền, và đặc biệt cho phép hai người tự do đi vào tàng kinh các, ở đó họ có thể tìm đọc công pháp nhưng không được truyền ra ngoài. Trên hết cô sư muội khi đạt tới nguyên anh kỳ sẽ có thể mượn xích hoàn đỉnh để luyện đan. Với những phần thưởng vô cùng phong phú này, thì cô sư muội không ngừng cảm tạ sư tôn của mình còn men thì cai bỏ mẹ. Má nó thật chứ toàn cho mình mấy cái tào lao gì không trong khi 10 vạn viên linh thạch thì lại ghi nợ. Trong lúc men còn đang tức tối thì bất ngờ cô nàng thủ tọa liền đi tới rủ ghê cậu ta gia nhập đan mạch đồng thời cô nàng cũng hứa chỉ cần men gia nhập thì khi cậu ta đạt tới nguyên anh kỳ cũng sẽ mượn xích hoàn đỉnh cho cậu ta luyện đan vương tú nghe được những lời mời gọi mang đậm tính cúm thỏ của cô thủ tọa thì cũng thầm nghĩ bàn tay vàng của mình liên quan tới nhìn thấu hun cát nên quái mạch chính là lựa chọn tốt nhất đối với mình và cũng vì nghĩ thế nên vương tú đã lấy lý do mình thiên phú thấp kém mà từ chối trước một màn từ chối khéo léo của vương tú thì cô nàng thủ tọa cũng liền bỏ vấn đề linh căn của ngươi không phải lo chỉ cần lấy xích hoàng huyền xâm luyện đan thì hòa thuộc tính của ngươi có thể tăng lên cấp thượng phẩm với lời dụ dỗ vô cùng mờ lem của cô nàng thủ tọa thì vương tú cũng lại từ chối với lý do ta đã thể với sư phụ kiếp này phải vượt dậy quái mạch không thôi sư phụ ổng hiện hồn về bóp cổ ta chết mẹ cũng vì những lý do đó nên mong thủ tọa minh giám và đừng quyến rũ ta nữa cô nàng thủ tọa nghe thấy những lời này thì cũng thầm cảm thán vì lão thần côn chết tiệt lại lừa được một thiên tài như ngươi đúng là may mắn của lão cảm thán xong cô nàng cũng rời đi nhưng trước khi biệt tích giang hồ thì cô nàng cùng bảo ngươi đừng gọi ta là thủ tọa nữa gọi vậy nó quá xa cách từ nay về sau cứ gọi ta là sư thúc đi Nói xong cô nàng này, cũng thầm nghĩ có được đồ đệ như vậy Vân Lan trên trời chắc, cũng cười bỏ mẹ rồi đây. Sau khi từ biệt Vương Tú thì bấy giờ cô nàng thủ tọa đã đi tới chỗ của trưởng môn sư huynh để xăm xôi cái đỉnh. Sau một lúc nghiên cứu thì bọn họ biết rằng, phong ấn của Ma đạo sao 800 năm đã suy yếu rất nhiều, chỉ cần 7 vị đại năng xuất khiếu kỳ liên thủ thì có thể đem phong ấn ma tộc loại bỏ hoàn toàn. Phân tích xong trưởng môn liền lấy cái tay sờ vào cái đỉnh, thế là có một con hỏa phượng hoàng thần điều xuất hiện tấn công khứa trưởng môn. Nhưng với sức mạnh bây giờ của nó thì khứa trưởng môn dễ dàng chặn lại, không những thế ông ta còn cho cô nàng thủ tọa biết, mặc dù phong ấn của ma tộc đã yếu, nhưng bị chôn 800 năm trong lòng đất phẩm cấp của cái đỉnh này đã suy giảm trầm trọng. Bình thường cứ đem nó giấu, ở trong núi lửa địa mạch khi cần luyện chế đan dược hả lấy ra, nếu làm như thế 300 năm sau có lẽ bù lại được những tổn hao mà cái đỉnh này tổn thất. Nghe thấy lời này cô thủ tọa cảm thấy chí lý nên cũng nghe theo và định rời đi. Nhưng chưa đợi cô ta đi được bao xa thì bấy giờ khứa trưởng môn cũng bảo khi nào muội luyện ra xích hoàn đan nhớ thêm một lớp đường ở ngoài, để hai đứa nhóc đó dễ uống nha cô sư muội nghe vậy cũng hết nước chấm luôn linh đan cực phẩm phải sức đầu mẹ chán mới giành được ai sẽ quan tâm tới nó ngọt hay mặn cơ chứ tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô sư muội cũng đồng ý cho khứa trưởng môn vui nói xong cô nàng liền quyết định rời đi nhưng một lần nữa khứa sư huynh lại kéo cô nàng lại rồi bắt đầu đấm bóp massage cho cô không những thế ông còn hỏi cô nàng muốn uống cái gì ông sẽ pha cho nữa trước thái độ bất thường của khứa sư huynh thì cô nàng cũng thừa biết cha nội này không có ý tốt trưởng môn nghe thấy lời nói phũ phàng đó cũng liền làm bộ khóc và bắt đầu kể khổ mong cô nàng giảm giá đan dược cho mình bây giờ cha nội này cũng nói thêm muội nay đã có xích hoàn đỉnh nên tỷ lệ luyện đan của muội sẽ tăng cao thế nên sau này muội hãy giảm giá đan dược cho huynh 70% được không muội cứ xem như là cống hiến tông môn đi trước một màn trả giá thần sầu đến từ khứa trưởng môn thì cô nàng thủ tọa đan mạch vô cùng cay cú mà bảo méo có đâu nha bán kiểu đó là lỗ sặc máu luôn nếu huynh còn ép ta ta sẽ bán ra ngoài hai cha nội này đúng là tấu hài thật chứ trưởng môn này quá bá đạo rồi ngày hôm sau trưởng môn và các thủ tọa đã quyết định, tuy rằng Vương Tú tìm được Sích Hoàng đỉnh lập được đại công, như tin tức này quá hệ trọng nên không công khai khen thưởng mà sẽ âm thầm. Lúc nghe được điều đó Vương Tú cũng chẳng mấy bận tâm, mà chỉ lo đi tìm người để coi bói tiếp. Lúc bấy giờ khi đi qua một nơi đông đúc, thì có một nhóm sư muội nhìn thấy bản mặt đẹp trai ve kêu của cậu ta, nên không ngừng cảm thán, bọn họ không biết người này là ai mà lại đẹp trai tới như thế. Sau một lúc suy nghĩ thì đã biết được người này chính là truyền nhân của quái mạch. Thấy truyền nhân của quái mạch xuất hiện ở nơi này, nên bọn họ liền nghĩ tên này đang muốn chuyển tới Đan Mạch hay sao? Nhưng cho dù thân phận của Vương Tú là gì thì các cô nàng cũng dụng chứng đưa 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 vì vẽ đẹp trai. Trong khi đó các nam đệ tử thì không ngừng dislike và sẵn sàng đánh chết mẹ Vương Tú khi có cơ hội. Mà một trong những nguyên nhân khiến bọn họ ghét cậu ta chính là vì đa phần bọn họ đều là hậu nhân của những người chết trận 800 năm trước, từ đó họ không vừa bụng với quái mạch. Nhưng dù bọn họ có nghĩ thế nào thì Vương Tú cũng không quan tâm chỉ để ý tới những vòng đang phát sáng trên đầu bọn họ. Tới bây giờ Vương Tú mới biết ngoại trừ bản thân mình ra, thì trên đầu những người khác đều có một vòng sáng, vòng sáng màu trắng có ở đại đa số đệ tử ngoại môn, vòng sáng màu xanh có ở các đệ tử nội môn, còn vòng tròn màu đỏ là ít nhất thường gặp ở các đệ tử chân truyền của các ngọn núi. Khi biết được điều đó, Vương Tú nghĩ vòng sáng này đại diện cho tư chất tu hành của mỗi người. Trong lúc cậu ta đang suy nghĩ thì bất ngờ thấy trên đầu của một anh chàng có vòng sáng màu xanh xuất hiện dị tượng lạ, mà dị tượng đó chính là cậu ta sắp bị tạch lô dẫn tới bán thân bất tội toàn thân bất động. Thấy được cảnh này, Vương Tú cũng có ý tốt và đi lại chào hỏi nhưng khi thấy Vương Tú thì tên này tỏa ra không mấy thân thiện. Tuy rằng tên này không chào đón Vương Tú nhưng cậu ta cũng không quên nhắc nhở ấn đường của huynh đen như chó, gần đây nhất định có điểm xấu nên khi luyện đan nhất định phải cẩn thận đó nha. Trước lời phán thần sầu của Men thì tên này không những không tin, mà còn nghĩ rằng cậu ta là kẻ lừa đảo. Chưa hết đâu tên này còn lấy cây Hạo Thiên chỉ ra và hỏi thế ngươi có biết điểm xấu của ngươi là gì không? Thấy được cây búa Vương Tú, cũng lấy cái gương ra để xăm soi xem mình có xui xẻo gì hay không. Và các bạn cũng biết rồi đó, với cây búa này thì làm sao mà không có đại nạn được cơ chứ? Do nghĩ thế Vương Tú lập tức chạy biệt tích giang hồ. Ở gần đó khi thấy Vương Tú chạy các cô nàng cũng cảm thán không thôi, má nó thật chứ, người gì đâu mà chạy cũng đẹp trai nữa. Lúc bấy giờ ở dưới một tảng đá Vương Tú đang ngồi thờ hồng hộc, cậu ta không ngờ các đệ tử Ngọc Hoa Tiên môn lại bài xích, với quái mạch tới như thế. Trong lúc cậu ta còn đang buồn cho số phận, thì bất ngờ ở phương xa có một luồng ánh sáng màu vàng bắn thẳng lên trời, và con vật gây ra hiện tượng lạ đó, chính là rắn bọ cạp. Còn nguyên nhân khiến cho nó nổi giận là vì có một đám đệ tử đang cùng nhau hợp kích tấn công nó nhóm người này không ngừng sử dụng kiếm trận để tấn công về phía con mãng xà. Sau một lúc bị tấn công dữ dội nó vẫn chẳng ăn thua gì. Trong tình huống cứ nghĩ mọi chuyện thất bại, thì bất ngờ quan liệt sư huynh của Đao Mạch đã tới, khi thấy được người này, đến thì tốt nhân vật quần chúng liền nghĩ con rắn đợt này nhất định su rồi. Vị quan liệt sư huynh này là tồn tại đứng trước tóc 10 của Kim Đan bảng Đông Quật. Yêu thú nguyên anh bình thường không có cửa với huynh ấy đâu. Lúc bọn họ bình luận tới đây thì con rắn đã bị anh chàng quan liệt này bắt sống. Ở gần đó Vương Tú cũng nhìn thấy cảnh này và quan trọng hơn hết cậu ta thấy được vòng sáng trên đầu của vị sư huynh này còn đỏ hơn cả cô sư muội lục ức chi của mình nữa trong lúc anh ta còn đang cảm thán thì bất ngờ từ trên đó xuất hiện một huyễn cảnh dự báo điểm xấu quay lại chỗ quan liệt lúc con rắn bị khống chế thì có một chấp sự trưởng lão xuất hiện khen ngợi và muốn mua lại con rắn bò cạp của cậu ta ở gần đó vương tú trông thấy cảnh này cũng thầm nghĩ vị trưởng lão này tuy là trưởng lão chấp sự nhưng nếu so về tiềm lực và địa vị thì còn yếu hơn cả vị sư huynh tên quan liệt này chả trách gì ông ta lại tỏ ra khiêm tốn tới như thế Quan Liệt nghe thấy trưởng lão chấp sự muốn mua con rắn của mình, thế là cậu ta liền kêu ông ta, cho giá đại đi vì cậu ta còn phải xuống núi nhận nhiệm vụ khác nữa. Vị chấp sự trưởng lão khi nghe thấy lời này thì cũng thầm nghĩ trong bụng, tên nhóc con đúng là thẳng thắn quá đi mà, nhưng dù sao ông cũng cần con rắn nên đã lấy túi tiền ra để tiến hành giao dịch. Trong quá trình này ông ta bất ngờ nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Khứa Quan Liệt. Vì lòng tốt ông ta đã kêu Khứa này phải lập tức giải độc đi, độc tính của con rắn này rất hung bạo cho dù là cường giả nguyên anh kỳ cũng không dám xem thường. Quan Liệt nghe thấy những lời khuyên nhủ thật tình đó thì cũng rất cảm kích, nhưng vì cậu ta đã đem liệt diễm đao kinh luyện đến cảnh giới đại thành rồi, nên lực lượng phòng ngự trong cơ thể không ngắn mấy loại độc cùi bắp như thế này. Nếu là rắn ba đầu cảnh giới nguyên anh thì còn ngại đôi chút, chứ răm ba con rắn hai đầu này thì anh méo để ý. Nói xong cậu ta liền cất tiền và chào tạm biệt. Khi bóng dáng vị sư huynh rời đi thì bấy giờ Vương Tú cũng thầm nghĩ, dựa theo huyễn cảnh xuất hiện trong tương lai, thì vị sư huynh này sẽ gặp nạn ở Súc Âm Sơn. Lần này nếu như không có quý nhân giúp đỡ thì huynh ấy chỉ còn đúng cái nịch. Tuy nghĩ thì nghĩ thế nhưng Vương Tú cũng không dám tự nhiên xuất hiện mà phán rằng sư huynh à huynh sắp tạch tới nơi rồi, vì nếu làm như thế không khéo là ăn một đao như chơi. Do nghĩ thế nên Vương Tú quyết định âm thầm bám theo, tới lúc đó tùy theo tình hình mà xử lý, nếu cứu được thì cậu ta nhất định sẽ cứu. Quay lại chỗ của vị quan liệt sư huynh, bấy giờ đây cậu ta đang ngự đao phi hành. Trong lúc bay khứa này cũng không ngừng nhớ về nhiệm vụ. Mấy ngày Trước tin tình báo của đệ tử ngoại môn nói xúc anh Sơn có tung tích của Ma Tu, nên cậu ta muốn lại nơi này, để xem tình hình. Nếu được thì chém giết luôn một thể bọn yêu ma này vô cùng tàn ác tối ngày chỉ lợi dụng tinh huyết để thăng cấp tu vi. tuy bọn ma tu này thật sự đáng ghét, nhưng nếu so với những tên trà trộn vào con người làm tay sai, cho ma tộc càng đáng ghét hơn. lần này cậu ta nhận được nhiệm vụ phải đánh sấp mặt bọn ma tu, đồng thời tìm kiếm tổ chức đứng phía sau bọn họ để tiêu diệt luôn một thể. và việc này đối với cậu ta là quá dễ, đối phương chỉ có hai kim đang hậu kỳ và ba kim đang trung kỳ. nghỉ tới đây cậu ta liền tăng tốc đi tới hẻm núi. Sau một lúc phi hành thì bấy giờ khứa sư huynh quan liệt này đã đi, tới xúc âm sơn và thấy xung quanh phong cảnh tiêu điều, tử khí khắp nơi. Với tình huống đó, khứa vương liệt liền sử dụng linh thức của mình mà tra xét một lượt. Sau một lúc tìm kiếm thì cậu ta đã phát hiện đối phương không chỉ có 5 người, vì ngoại trừ 5 tên kim đan, như đã nói thì còn có hai hơi thở càng bí ẩn hơn. Tu vi hai tên này lại càng cao thâm hơn, ít nhất cũng phải là kim đang đỉnh phong thậm chí có thể đạt tới nguyên anh. Phát hiện ra điều này vương liệt khá là cay cú vì ma tộc lại sử dụng chiêu cũ, trước tiên lấy ma tu yếu làm mồi nhử dụ đệ tử tiên môn đi tới, rồi mai phục giết chết để hấp thụ tinh huyết. Vương Liệt nghĩ tới đây thì muốn tương kế tự kế giả thành một tên cùi bắp, đợi bọn chúng xuất hiện thì đánh chết mẹ cả đám. Suy nghĩ xong Quan Liệt liền biến hình và xông vào hang ổ của đám ma tu. Không nằm ngoài dự tính của Khứa Quan Liệt, cậu ta vừa bay vào thì có một đám ma tu nhào tới và bắt đầu cà khịa. Không ngờ Đao Mạch lại cử một tên cùi bắp tới đây, phải chi thủ tịch quang liệt của Đan Mạch xuất hiện thì chúng ta còn có thể nể mặt chút đỉnh, như ngươi ở đây là chết chắc rồi có điều sự thật đã chứng minh bọn phản diện mà còn nói nhiều thì sống không thọ vì khi lời đó vừa dứt thì cứ quan liệt đã lao về phía bọn này trong thời khắc sinh tử rất may có hai cọng dây xích xuất hiện đỡ đòn nếu không thì bọn họ đã su cà na quan liệt tấn công không được thì bắt đầu tiến hành cả khịa lại các ngươi đúng là vô sĩ đường đường là hai vị trưởng lão cấp bậc nguyên anh lại liên thủ tấn công một kim đan hậu kỳ như ta làm thế đúng là không biết mất mặt tuy chém thì chém thế nhưng khứa quan liệt vẫn khá là dáng vì độc tố trong người của mình vẫn chưa giải được nếu đánh với cả đám này thì tạch rồi anh em ạ nghe thấy những lời chất vấn của quan liệt thì có một tên nguyên anh tu sĩ liền đáp ngươi đang lừa ta đó a à, làm như ta không biết ngươi tương kế tự kế vậy đó vừa nhìn ta đã biết được ngươi là quan liệt rồi và vì biết được điều đó nên ta cũng tương kế tự kế lại để đối đầu với ngươi trong lúc tên này còn đang la về các thứ thì cô sư muội của hắn cũng không quên nhắc nhở sư huynh à đừng có tào lao nữa phản diện chết là do nói nhiều đó huynh không rút kinh nghiệm thì chết rất thảm nha do được nhắc nhở nên khứa ma tộc này cũng nghe lời và muốn nhào lên chém chết mẹ quan liệt trước thái độ bố láo của tên này quan liệt liền quyết định giải phóng tu vi không giấu giếm nữa tên ma tộc thấy được khí thế hùng hồn của quan liệt thì đã bất ngờ nên rất nhanh hắn đã phối hợp với đồng bọn của mình để kích hoạt trận pháp lúc trận pháp được kích hoạt thì vương liệt đã bị một luồng khí thế vô cùng hung bạo chấn áp bấy giờ đây tên ma tộc nhiều chuyện cũng không quên chém gió đây là thất sát tỏa hồn trận ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để xin tông chủ đấy quan liệt tiểu tử à ngươi không có cửa đâu ta nói cho ngươi nghe nè có điều khi hắn nói tới đây thì bất ngờ cô sư muội vì không muốn nghe sư huynh mình nói nhảm nữa nên đã nhào lên tấn công quan liệt ở trong trận quan liệt thấy được cảnh này thì đã hiểu ra mọi chuyện. Đây rõ ràng là cục diện mà ma tu bày ra để ngắm vào mình. Tam âm thất sát tỏa hồn trận này đặc biệt tương khắc với liệt dương đao kinh mà ta tu luyện. Phát hiện được sự thật này quan liệt cũng khá là dáng. Tuy là hơi dáng nhưng cậu ta cũng không chấp nhận bỏ cuộc. Thế là trong thoáng chốc quan liệt đã dồn năng lượng lên và đánh bay tên vừa tấn công mình. Khi thấy quan liệt dám từ trong trận pháp mà muốn đột phá tu vi, thì khứa ma tộc nhiều chuyện cảm thấy mình đang bị xem thường nhưng sự thật đã chứng minh bọn nhiều chuyện thường hay chịu thiệt vì khi lời hắn nói vừa dứt thì thanh đao của quan liệt đã bay tới xin nhẹ của hắn một cánh tay bấy giờ đây tóc ma tộc còn lại cũng thầm nghĩ không hồ là đệ tử thủ tịch của đan mạch thật là có bản lãnh quá đi mà trong lúc tên ma tộc lắm lời còn đang suy nghĩ thì ở bên đây quan liệt đã lao lên đánh với hai khứa ma tộc tấn công mình nhưng vì cậu ta còn đang trúng độc kết hợp việc cậu ta đang ở trong sát trận nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong bấy giờ đây quan liệt cũng hối hận rồi nếu ở trạng thái đỉnh phong thì cậu ta có thể sử dụng toàn bộ tu vi của mình hạ sát bọn này nhưng xui cho cậu vì bây giờ vẫn còn đang trúng độc không thể làm gì được. Bấy giờ đây Quan Liệt sư huynh muốn áp chế xà độc trong người để tiến hành đột phá, và nếu không đột phá được tu vi thì nhất định sẽ chết. Có điều khi vừa nghĩ tới đây, thì bất ngờ Vương Tú từ dưới đất mọc lên để chào hỏi đôi ba lời. Nhưng lúc cậu ta vừa tới thì Quan Liệt đã cầm thanh đao mà chỉ về phía cậu ta. Sau đó cùng hỏi ngươi là ai muốn chết hay sao? Với câu hỏi này của Quan Liệt thì Vương Tú cũng bảo rằng mình là đệ tử của quái mạch đến đây để giúp sư huynh. Bấy giờ đây Quan Liệt cũng thầm nghĩ tên này đúng là đẹp trai quá đi, tuy mình được mệnh danh là mỹ ảnh đao quân nhưng so với hắn thì còn kém xa. Đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp nên thấy cũng hơi bần, nếu như hắn để chút dâu thì sẽ tuyệt vời hơn. Nghĩ tới đây Quan Liệt thấy có cái gì đó nó sai sai, bây giờ đâu phải là lúc nghĩ tới chuyện đó cơ chứ. Và khi nắm bắt được tình hình, thì cậu ta một lần nữa lại hỏi tại sao Vương Tú lại xuất hiện ở nơi này, không lẽ ngươi là người đã bán đứng ta sao? Trước thái độ hổ báo cáo trồn của Khứa sư huynh thì Vương Tú cũng liền bảo mình xem tướng thấy sư huynh có điểm đại hung nên đến đây giúp đỡ ở gần đó tên ma tu nhiều chuyện rất xem thường vì một tên có tu vi luyện khí kỳ thì làm được gì cơ chứ hắn cũng nói thêm nếu ngươi đã muốn tự tìm đường chết thì đừng có trách ta chém xong hắn liền tế ra một thanh quyết đao khi thanh đao này rơi vào tay hắn thì có một luồng tử khí vô cùng khủng bố tỏa ra khắp nơi cũng vì luồng tử khí này quá hung bạo nên đã khiến cho khí huyết của quan liệt lưu chuyển không thông dẫn tới vết thương do rắn bò cạp gây ra lại trở nên xấu đi tới bây giờ quan liệt đã biết bọn họ đang lợi dụng tinh quyết của cậu ta để luyện đao trong thời khắc sinh tử quan liệt cứ nghĩ rằng mình chết chắc bất ngờ vương tú đã đưa cho cậu ta một lọ giải độc đan và nói huynh hay uống cái này đi ta đã xem thấy sư huynh có điểm xấu nên cố tình chuẩn bị sẵn cho sư huynh hy vọng sư huynh có thể thoát qua kiếp nạn này nói xong vương tú cũng liền quyết định độ thổ để tránh đòn tấn công của tên ma tộc lúc vương tú nhập thổ vi an thì ở đây quan liệt cũng rất vất vả mới chặn được đòn tấn công của khứa ma tộc bấy giờ đây ở trong lòng đất vương tú cũng thầm cảm thán rất may là lặng kịp không thôi là su na rồi nhưng mọi chuyện chỉ có thể hy vọng vào quan liệt sư huynh nếu huynh ấy không hóa giải được sát trận này thì mình cũng su na theo quay lại chỗ của quan liệt cậu ta không ngừng bị tấn công dẫn tới hộc máu. Bấy giờ đây cậu ta chỉ có một con đường lựa chọn đó là tin tưởng vào Vương Tú. Do nghĩ thế cậu ta lập tức bóc vỡ lọ đan dược và lấy những viên thuốc đen như cức chuột tuôn thẳng vào trong họng. Cũng nhờ việc làm này mà độc tố trong người cậu ta đã được hóa giải. Khi ở trong trạng thái đỉnh phong quan liệt cũng đã đột phá tu vi nên rất là tự tin vào bản thân mình. Bấy giờ đây cậu ta cũng phán ta có thanh long yểm huyệt đao ở đây thì các ngươi không thể nào có cửa. Nói xong cậu ta từ từ bước lên với một luồng sát khí khủng bố, và với luồng sát khí này, thì rất nhanh chóng có một đám ma tu đã bị quan liệt đánh cho trọng thương. Lúc phát hiện quan liệt lâm trận đột phá lên nguyên anh cảnh, thì tốt ma tộc vô cùng khiếp sợ. Bấy giờ đây cô sư muội cũng chửi sư huynh của mình, ta đã nói huynh rồi cứ giết hắn nhanh đi mà không chịu, tối ngày cứ lo chém gió, phản diện phải biết giác ngộ của phản diện cơ chứ. Bấy giờ đây cô nàng nghĩ rằng mình chết chắc, quan liệt ở trạng thái kim đan định phong còn có thể chống đỡ chúng ta lâu tới như thế, bây giờ đây hắn đã đột phá lên nguyên anh kỳ lần này, chúng ta chết chắc rồi anh em ơi. Nhưng cuộc đời này chính là những cú lừa vì trong lúc cô nàng đang nghĩ tới cái chết, thì bất ngờ Khứa sư huynh lắm chuyện của cô lại bắt đầu cười ha hả và bảo rằng ngươi thăng cấp thì thắng được ta sao? Bổn tôn đã sớm chuẩn bị rồi, ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. Trước một màn chém gió thần sầu này, thì cô sư muội một lần nữa lại kêu sư huynh đừng tào lao nữa, có pháp bảo gì thì nhanh lấy ra đi. Nhiệm vụ đợt này thất bại là do huynh nhiều chuyện đó. Nghe vậy Khứa Ma tộc lắm chuyện cũng liền bắt đầu đưa thanh đao lên rồi lại bây giờ. Thanh đao này chính là dùng huyết tiên kim mà đút ra, Phó tông chủ phải rất vất vả đi vào bí cảnh mới tìm thấy, chỉ cần bổn tôn kích hoạt ấn ký là quan liệt ngươi dù có tu vi nguyên anh đỉnh phong, cũng phải nộp mạng. Trước một màn chém gió thần sầu của Khứa sư huynh thì cô sư muội cũng quỳ xuống mà cầu xin hắn ta nhanh ra tay đi, ông mà chém một hồi nữa nói nhào lên là bọn ta chết mẹ. Với những lời nói này của cô sư muội thì tên ngu đó không bi a nữa và quyết định ngậm máu phun vào cây đao. Lúc máu chó của hắn được thanh đao hấp thụ thì từ lưỡi đao đã xuất hiện một luồng tử khí càng khủng bố hơn trước. Sau một lúc tích tụ tử khí thì thanh đao đã hóa thành ma quân lúc khứa ma quân xuất hiện thì đã không ngừng chửi hắn vì một đám nguyên anh lại không xử được một đứa kim đan trước những lời trách tội này khứa ma tộc nhiều chuyện liền bảo do tên vương liệt lâm trận đột phá chứ hắn không có nói là do hắn nhiều chuyện nên mới xảy ra cớ sự này sau khi chửi đám thuộc hạ xong khứa ma quân liền quyết định hạ sát quan liệt trước rồi có gì trừng phạt bọn họ sao bấy giờ đây khi thấy được luồng sát khí khủng bố của thanh đao thì quan liệt cũng khá là rén nhưng chưa đợi cậu ta dánh xong thì bất ngờ khứa ma quân đã sử dụng tử khí của mình mà tấn công về phía của quan liệt và vương tú Bấy giờ đây Vương Tú cũng hiểu được rằng điểm xấu đúng là có mắt xích với nhau, rất may là ta có chuẩn bị trước chứ không thôi là su na rồi. Ở bên chỗ ma quân hắn ta, cũng khá là bất ngờ khi thấy Vương Tú chỉ sử dụng tu vi luyện khí kỳ, mà có thể đỡ được một đòn của mình. Nhưng dù có bất ngờ hắn vẫn tin rằng, Vương Tú và quan liệt không thể qua khỏi con chăn này. Có điều không phải chỉ có một mình hắn nghĩ vậy vì quan liệt, cũng nghĩ mình không đối phó được với ma quân. Cậu ta chỉ buồn vì đã kéo theo vị sư đệ của mình rơi vào hiểm cảnh. Do cảm thấy có lỗi quan liệt cũng liền bảo, cho dù ta có chết cũng phải đưa sư đệ ra ngoài. Nói xong cậu ta liền quyết định lấy mạng để tế đao, nhờ việc làm này mà sức mạnh của Vương Liệt đã tăng lên không ít. Lúc sức mạnh tăng maximum thì cậu ta liền lao về phía Khứa Ma Quân để đánh nhau một trận. Bấy giờ đây hai người đã hóa thành những mảnh đao quan tấn công về phía đối phương. Với sức mạnh khủng bố của hai người thì đất đá xung quanh cũng đều tan nát. Nhưng dù Quan Liệt có hiến tế mình thì cũng không thể là đối thủ của Ma Quân. Ở phương xa khi nhìn thấy cảnh này Vương Tú cũng thầm cảm thán, sư huynh đã làm hết sức rồi xem ra huynh ấy không còn xoay chuyển được nữa, vậy là đến phiên của ta rồi bấy giờ đây tên ma quân vô cùng đắc ý và muốn lao lên chém chết quan liệt vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quan liệt một lần nữa lại giống lên và muốn nhào tới liều mạng nhưng chưa đợi cậu ta bay lắc được gì thì vương tú cũng liền bảo sư huynh à được rồi huynh lui xuống đi để đệ ra tay và lúc nghe được lời vương tú thì quan liệt khá là bất ngờ tuy có hơi bất ngờ nhưng cậu ta cũng không cho phép sư đệ mình rơi vào nguy hiểm thế nên cậu ta đã đứng chặn trước mặt vương tú đồng thời cậu ta cũng kêu sư đệ mình hãy cố tình thời cơ để chạy khỏi nơi này Vương Tú nghe vậy thì rất là cảm động, thế nên cùng liền vỗ vai của quan liệt mà bảo sư huynh cứ yên tâm. Nói xong cậu ta, liền hét lên sư thúc à lẽ nào thúc thật sự muốn nhìn thấy quan sư huynh, và ta bị đánh chết rồi mới chịu ra tay hay sao? Lời nói của Vương Tú vừa dứt thì bấy giờ từ trên không có giọng nói đáp trả. Ngươi đúng là một tên nhóc lắm lời, hắn bị thương nặng vậy còn chưa lo mà ngươi lo gì? Nghe được giọng nói đó thì khứa ma quân và tốt ma tộc cũng bắt đầu sám mặt. Nhưng chưa đợi bọn họ khiếp sợ xong, thì bất ngờ từ trong không trung có vô số cánh hoa xuất hiện, sau đó đan quân cùng tới khi vừa tới cô nàng vẫn không quên cả khịa, ngươi không phải là đồ nhi đắc ý của luyện hồng anh kia sao? Nghe nói liệt dương đao kinh của đao mạch các ngươi bách độc bất xâm, căn bản không cần nhờ đến đan mạch chúng ta giúp đỡ mới phải chứ, sao hôm nay ngươi lại thê thảm tới thế hả? Trước màng cả khịa này thì quan liệt cũng hết nước chấm với bà luôn. Bấy giờ đây vương tú, cũng thầm nghĩ thủ tọa của đan mạch và thủ tọa của đao mạch đều là nữ nhân. Hơn nữa do vẻ đẹp và sức mạnh của bọn họ, cũng ngang ngửa nhau nên bọn họ không ngừng đối đầu. Cộng thêm lúc trước, ở đan mạch quan liệt còn hùng hồn nói mình có thể tự trị thương, không cần đến đan dược, vì những nguyên nhân trên nên đã khiến cô nàng thủ tọa của đan mạch này càng cay cú hơn nữa đúng là xui cho cậu ta mà trong lúc vương tú còn đang phân tích tình hình thì bất ngờ quan liệt cũng hành lễ với cô nàng sư thúc này và mong sư thúc ra tay giúp đỡ do cô nàng thấy quan liệt cũng là người biết điều nên cô nàng khá là vừa bụng không cả khịa nữa và khi hiểu lầm đã được bỏ qua cô nàng đan quân cũng nói thêm người ngươi nên cảm ơn không phải là ta mà là tên tiểu tử vương tú đó nếu không phải hắn nhìn thấy ấn đường của ngươi đen như chó và chạy tới đan mạch năn nỉ ta giúp đỡ thì bấy giờ đây ngươi đã xanh cỏ rồi nha Quan Liệt nghe thấy lời này thì kinh ngạc không thôi, vì theo như cậu ta biết người của quái mạch xem bói cho người khác đều phải bị thiên đạo phản phệ. Nếu tu vi cách biệt càng lớn thì thiên đạo phản phệ càng nhiều. Xem ra để tính hung cát cho mình vị vương tú sư đệ này phải trả giá rất đắt. Chỉ trùng hợp gặp nhau mà đã xã thân vì huynh đệ như thế thật là hiếm gặp. Có điều ta cũng không thể nào không để phục với bản lĩnh của đệ ấy, chỉ sử dụng tu vi luyện khí kỳ lại có thể nhìn thấu hung cát của Kim Đan kỳ. Do nghĩ thế nên Quan Liệt liền quay về phía của Vương Tú mà cảm tạ không thôi cậu ta cũng hứa rằng sau này chỉ cần là việc của Vương Tú, thì cậu ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Trước những lời nói chân tình của Khứa Thanh Niên quan liệt thì Vương Tú cũng nói mấy lời khách sáo. Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong bụng cậu ta thầm nghĩ không có lợi ích còn lâu ta mới làm nha. Quay lại chỗ của Khứa Ma Quân bây giờ hắn đang khá là cay cú, vì cô nàng thủ tọa của Đan Mạch đã xuất hiện, thì lần này hắn không thể nào thành công rồi. Hơn hết là hắn chỉ là một đạo phân hồn cho dù có quyết đau hỗ trợ thì hắn cũng chỉ thể hiện tối đa 20% chiến lực của bản thân nếu tiếp tục đánh nhau thì chắc chắn phải thất bại do nghĩ thế nên hắn muốn chạy như chó chết có điều chưa đợi hắn ta bay lắc gì thì cô nàng thủ tọa của đan mạch cũng triệu hồi ra những cánh hoa đào tấn công về phía bọn họ với những bông hoa tưởng chừng vô hại thì thanh đao lại không thể nào chịu nổi không những thế nó còn rung lắc liên tục nữa chứ và để dứt điểm tên ngu ma quân thì cô nàng thủ tọa đã gọi ra xích hoàn đỉnh để chơi cho nó chất lúc cái đỉnh xuất hiện thì thanh đao đã bị hút vào trong để luyện hóa với sức nóng khủng khiếp của cái đỉnh thì phân hồn ma quân trong thanh đao cũng biến mất. Sau khi phân hồn tiêu tán, thì thanh đao đã rơi xuống mặt đất và mất đi tín hiệu liên lạc với Ma Quân. Bấy giờ đây ở cung điện Ma tộc, Khứa Ma Quân hắn vô cùng tức giận, vì cô nàng thủ tọa đã hủy đi phân hồn cướp đi thần binh của hắn. Hắn ta thề với lòng sẽ không bỏ qua cho Ngọc Hoa Tiên môn đâu, và người nói ra lời này, không ai khác chính là phó tông chủ của nhiếp ảnh Ma Tông Lãnh Huyết Ma Quân. Bây giờ đây hắn cũng thầm nghĩ tu vi của ta đã đạt tới sức khiếu kỳ đỉnh phong cách độ kiếp kỳ chỉ còn nửa bước. Độ mạnh của thiên kiếp đối với tu sĩ ma đạo vượt xa thiên kiếp của tu sĩ chính đạo mà mấu chốt để hắn có thể chống lại thiên kiếp nằm ở thanh huyết đao. Nhưng bây giờ thanh huyết đao đã bị mất đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Nếu như hắn không thành công đột phá tới địa tiên cảnh, thì rất khó có thể chèn ép ba vị phó tông chủ khác trở thành tồn tại dưới một người, trên vạn người. Cay cú xong hắn ta lại tiếp tục ọc máu. Tuy rằng hắn rất cay với cô nàng thủ tọa đan mạch, nhưng hắn lại càng cay với hai thằng đệ của mình hơn. Bấy giờ hắn cũng thầm nghĩ không biết vì lý do gì, mà kế hoạch hoàn mỹ của hắn lại bị thất bại theo như tính toán chỉ một kim đăng kỳ nhỏ bé không thể nào dẫn tới một thủ tọa như giang hữu dung xuất hiện được trong lúc hắn còn đang đu đưa thì bất ngờ tông chủ đã triệu tập hắn trong tình huống đó hắn liền quyết định đi tới chỗ tông chủ trước còn chuyện của quan liệt cô nàng thủ tọa và vương tú thì tính sao bấy giờ đây ở chỗ của vương tú hai thằng đệ của ma quân đã bị đánh sấp mặt đánh xong cô nàng liền muốn ra tay hạ sát luôn bọn chúng khi biết mình sắp chết cô sư muội không ngừng oán trách vì sư huynh đầu đất của mình quá nhiều chuyện phải chi huynh không nói nhiều tập trung chạy trốn thì đã thoát rồi lần này là su na thật rồi thấy chưa với thái độ ngây thơ của bọn này thì cô nàng thủ tọa đan mạch cũng sử dụng chân khí của mình mà tạo ra một cọng dây trói bọn chúng lại sau đó liền hút bọn chúng vào trong túi chữ vật giải quyết xong bọn chúng cô nàng thủ tọa liền nhìn về phía vương tú mà nghĩ thằng nhóc này thật không đơn giản nó dám sử dụng quái thuật để giúp quan liệt thoát qua sinh tử kiếp nhưng dù chơi lớn như thế nó vẫn chưa bị thiên đạo phản phệ không những vậy mà nhìn bản mặt nó còn khỏe như trâu nữa chứ tên nhóc này đúng là thú vị quá đi mà cảm thán xong cô nàng thủ tọa liền giao thanh đao mà mình vừa cướp được của ma quân cho vương tú lúc giao thanh đao cô nàng cũng không quên nhắc nhở với thanh đao ta tặng cộng với sự giúp đỡ của ta thì coi như ân tình đã trả hết rồi đó nha quan liệt ở bên cạnh thấy được hành động của cô nàng thủ tọa thì cũng nhất trí với cô ta đồng thời cậu ta cũng không quên cảm tạ vì sư thúc đã cứu mình một mạng do thấy quan liệt biết điều như thế nên cô nàng thủ tọa cũng rất hài lòng ngươi đúng là dễ thương hơn so với sư phụ ngươi nhiều có điều vương tú đợt này ra tay giúp ngươi hóa giải điểm xấu e rằng tổn thương không ít thọ nguyên món nợ ân tình này rất lớn đó nha với lời nhắc nhở này thì quan liệt cũng thầm nghĩ ta đã sớm nghe nói quái mạch một khi đón mệnh sẽ tổn thọ nghiêm trọng nếu tu vi hai người tranh lệch càng nhiều thì cái giá phải trả lại càng lớn ân tình lần này sư đệ cho ta không biết lấy gì để đền đáp do nghĩ thế nên quan liệt liền quỳ xuống mà nói vương sư đệ ả à, quan mổ tuy không đọc nhiều sách như hiểu được hai từ trung nghĩa sau này mạng của quan mổ sẽ thuộc về sư đệ mọi mệnh lệnh của sư đệ quan mỗ tuyệt đối không từ chối khi lời nói đó vừa dứt thì bấy giờ điểm xấu ở trên đầu của quan liệt cũng đã biến mất sau khi điểm xấu biến mất thì thuộc tính Hỏa Linh căn cực phẩm của Quan Liệt cũng truyền qua cho mình một phần. Nhờ việc này mà thuộc tính lửa của Vương Tú đã trở thành Hỏa Linh căn cực phẩm. Vốn dĩ linh căn là thứ trời sinh đã định sẵn, cho dù muốn nâng cấp cũng khó khăn cực kỳ, không những thế còn phải tốn nhiều linh dược chân quý. Bấy giờ đây Vương Tú cũng thầm nghĩ, mình chỉ có thổ linh căn là thượng phẩm còn lại đều là hạ phẩm. Nhưng không ngờ, sau khi giúp đỡ cho Quan Liệt sư huynh Hỏa Linh căn của ta đã trở thành cực phẩm luôn rồi nhưng không chỉ có thế vì trong lúc cậu ta còn đang khoái trí, thì bất ngờ có một luồng đao ý đã xâm nhập vào cơ thể của Men, từ đó giúp cho cậu ta lĩnh ngộ được liệt dương đao ý. Bấy giờ đây Men mới hiểu hết được sự khủng bố của kỹ năng bàn tay vàng. Bình thường đao ý muốn lĩnh ngộ đòi hỏi con người phải có cảm ngộ cực độ, về đao pháp mới có được. Vậy mà trong thoáng chốc Vương Tú không làm gì hết mà vẫn có đao ý. Bấy giờ đây Vương Tú cũng nhớ lại lần này, ta giúp quan liệt tránh thoát hai lần tử kiếp nên ta được thưởng hai phần cơ duyên. Nếu ta giúp người khác giải quyết 10 điểm xấu 20 điểm xấu, thì chẳng phải có 10 cơ duyên 20 cơ duyên hay sao? Do nghĩ thế nên men liền muốn bám chắc vào vị sư huynh này, vì theo như những gì cậu ta biết thì thanh niên trẻ trâu, như quan liệt rất dễ có điểm đại hung. Và cũng vì nghĩ thế nên men cũng liền bảo, sư huynh đừng bận tâm, huynh đệ với nhau không cần phải câu nệ. Quan liệt nghe thấy những lời này thì vô cùng đu đưa, không ngờ sư đệ lại cao thượng tới như vậy. Và cũng vì nghĩ như thế quan liệt một lần nữa lại chém, mạng sống của quan mổ nhất định sẽ thuộc về sư đệ, nếu sư đệ không chấp nhận thì ta khó yên lòng. Do sự cố chấp của khứa sư huynh này, quá lớn nên vương tú cũng đành chấp nhận chứ không thôi ổng quỷ tới sáng thì khổ. Thấy được hành động của Vương Tú thì cô nàng thủ tọa lại tiếp tục cà khịa, ta rất nghi ngờ ngươi có phải là đệ tử của Vân Lan hay không? Một lão thần côn như thế sao có thể dạy ra một đồ đệ thiên tài như ngươi chứ? Quái mạch các ngươi tu luyện trái, với thiên đạo vốn phải cố gắng lắm mới thoát được nhân quả, đằng này ngươi lại tự ý ra quẻ giúp người giải nạn. Làm thế chẳng lẽ ngươi chê mình sống quá lâu rồi sao? Với sự nghi vấn của cô nàng thủ tọa thì Vương Tú cũng liền bảo sư thúc cứ yên tâm, ta đây khỏe như trâu không có vấn đề gì đâu. Đan Quân nghe Vương Tú chém gió thì cũng mặc kệ và liền quyết định rời đi lúc quay về chỗ ở của mình, Vương Tú đã lấy ra thanh đao để xem thử. trước khi thế hung bạo của nó, Vương Tú khá là vừa bụng, nhưng trước tiên cậu ta phải nghĩ cách để thuần hóa và nuôi dưỡng thanh đao này cái đã. cũng vì biết được thanh đao này phải hấp thụ tinh huyết mới có thể mạnh lên được. nhưng do cậu ta lại méo có tiền, nên trong thoáng chốc cậu ta đã nghĩ ra một cách đó là cho nó hấp thụ máu của yêu thú. mà cụ thể ở đây là máu của heo nái và khi có được sáng kiến đó, Vương Tú liền tiến hành đi lại chỗ của mấy cô nàng bán thịt heo để mua máu chó về cho thanh đao nó hút. Có điều cũng vì khứa này quá đẹp trai nên các cô nàng bán thịt và những người khác cũng không ngừng dụng trứng. Sau một lúc đi đường thì bên của chúng ta đã tới sạp thịt của một người quen. Khi thấy được Vương Tú ông ta liền muốn tặng cho cậu ta một cái đùi con hươu đêm về ăn chơi. Vương Tú nghe được lời đó cũng liền bảo cảm ơn đại ca, như hôm nay ta không cần thịt hươu, ta đến đây là để kiếm tí máu. Biết được mục đích của Vương Tú vị đại ca này liền muốn cho miễn phí, nhưng khi thấy lượng máu mà Vương Tú cần thì khứa đại ca cũng hết nước chấm, lần này lỗ chết mẹ rồi bà con ơi khi lượng máu đã đổ đầy vào trong xô thì bấy giờ vương tú cũng cầm thanh đao lên và định bỏ nó vào trong nhưng chưa đợi cậu ta bung tay thì thanh tao đã kịch liệt phản đối dù nó có phản đối thế nào thì vương tú cũng méo quan tâm và liền ném nó xuống dưới có điều thanh đao này cũng dễ chịu lắm lúc ban đầu thì làm ra vẻ không khoái nhưng khi vào trong máu thì hút lấy hút để trong thoáng chốc máu trong cái xô đã bị nó hút sạch không những thế nó còn đòi hút thêm nữa chứ cũng với yêu cầu của nó nên trong thoáng chốc lại có một thùng máu trà bá xuất hiện với thùng máu này thì một phút 30 giây sau thanh đao vẫn hút hết không những thế nó lại đòi thêm và khi lượng máu hút đủ thì từ trong thanh đao đã tỏa ra một luồng từ khí mang hình dáng của chư ca cùng với những luồng từ khí đó thì thanh đao này đã biến thành một con dao chặt thịt mà mấy anh trung quốc hay quảng cáo thấy được hình dạng của thanh đao vương tú cũng khóc hết nước mắt với hình dạng kỳ lạ của nó cậu ta thật không dám sử dụng u là trời bão đao gì mà cứ như cây phóng lợn của việt nam vậy nè có điều trong lúc cậu ta còn đang cay cú thì bất ngờ từ trong thanh đao đã tỏ ra một luồng năng lượng và dung hợp với cơ thể của vương tú nhờ việc này mà cậu ta từ luyện khí tầng 9 lên đến luyện khí đại viên mãn quan trọng nhất là chỉ cần cậu ta muốn liền có thể đột phá chút cơ kỳ sau khi giúp vương tú nâng cao tu vi thì con dao chặt lợn liền làm đúng với cậu ta nhưng do nó quá hôi nên bên cũng liền ném nó vào trong số nước để rửa lúc bấy giờ vị đại ca cho vương tú máu miễn phí cũng đang buồn thúi ruột vì đợt này lỗ chết mẹ rồi do thấy khứa đại ca mặt không còn miếng máu vương tú cũng liền đi lại chỗ của đại ca lấy ra một thỏi vàng để xem như là bồi thường thấy được thỏi vàng đó khứa đại ca cũng mừng rớt nước mắt nhưng cuộc đời này chính là những cú lừa vì thỏi vàng chỉ là lấy ra khoe của mà thôi, còn tiền mà Vương Tú trả chỉ là một nén bạc nhỏ. Bấy giờ đây trên đường đi về Vương Tú cũng thầm nghĩ, ta đây không phải là khi bo đâu chỉ là quái mạch còn nhiều chuyện chi lắm. Trong lúc Vương Tú vui vẻ mà chém gió, thì bất ngờ có một cô nàng từ trên không xuất hiện, và người này không ai khác chính là sư phụ của quan liệt, thủ tọa của đao mạch tên là Luyện Hồng Anh. Trước khi thế bá đạo của cô nàng Vương Tú, cũng vội vã hành lễ và hỏi xem cô nàng đến gặp mình là vì chuyện gì. Nghe Vương Tú hỏi thì bấy giờ cô nàng thủ tọa, cũng nhào tới cầm cánh tay của cậu ta với một dáng vẻ vô cùng dễ thương. Trong thời khắc đó cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ nói ra mấy lời êm tai, nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vì chưa gì hết cô nàng đã quay xe mà chém, nhìn mặt ngươi thì rất đẹp trai sao lại nghĩ quẩn mà đi vào quái mạch cơ chứ? Ta thấy như vậy đi ngươi hãy về đo mạch của ta ngươi thấy sao? Trước yêu cầu này của cô nàng Vương Tú cũng vội vàng từ chối. Do Mên bất hợp tác nên cô nàng lại càng ấm ức hơn, lão già chết tiệt đó có gì tốt cơ chứ ngày nào cũng đi lừa gạt người ta. Mang tiếng còi bói như thật sự là chiếm tiện nghi của các nữ đệ tử. Lúc nghe thấy lời này Vương Tú đã ngộ ra chân trời mới, chuyện hay như thế mà bây giờ ta mới biết sau này phải học theo sư phụ mới được. U là trời bà này mà bà biết được suy nghĩ của men bà đánh cho chết mẹ. Sau khi trách cứ ông sư phụ của Vương Tú, xong một lần nữa cô nàng luyện Hồng Anh lại kêu Vương Tú gia nhập vào đao mạch của mình. Với đề nghị lần này Vương Tú cũng khóc hết nước mắt, không ngờ quái mạch ta lại bị nhiều người ghét tới như thế. Có điều cô nàng luyện Hồng Anh này nghe nói rất dã man, và nổi tiếng với việc bao che khuyết điểm, nếu ta gia nhập vào đao mạch át hẳn sẽ an toàn hơn nơi khác tuy nghĩ thì nghĩ thế nhưng vì bàn tay vàng của cậu ta có liên quan tới quái mạch nên một lần nữa vương tú lại từ chối và dưới sự từ chối lần này cô nàng thủ tọa đao mạch liền bóp tay dấp rớp, rồi tỏ ra một luồng sát khí vô cùng khủng bố từ từ tiến tới chỗ của vương tú mà nói hảo tiểu tử xem ra quan liệt không lừa ta hắn bảo ngươi là người chân thành không phải là tiểu nhân dối trá nay ta đã tin rồi bấy giờ đây trong lòng của vương tú thầm chửi mà nó thiệt chứ bà khen tôi mà khen vậy đó a à, làm tôi mém dụng tim rồi trong lúc vương tú còn đang cay cú thì cô nàng đao quân cũng nói thêm ban đầu ta không tin vào những gì khứa quan liệt nói vì không nghĩ rằng lão già thần côn đó lại có thể dạy ra một đệ tử đức hạnh tới thế và cũng vì nghi ngờ nên ta mới đi tới mà thử nghiệm chút nói xong cô nàng liền quyết định truyền cho vương tú hỏa sơn đao kinh để xem như là cảm tạ ơn cứu mạng đệ tử của mình cô nàng truyền đao pháp cho cậu ta là vì nghe nói cậu ta đã được thanh đao hấp huyết cực kỳ lợi hại nên tặng thêm công pháp cho nó đủ bộ bấy giờ đây vương tú cũng biết môn hỏa sơn đao kinh này chính là tiệc học của đao mạch khi luyện thành công khí thế như núi lửa phun trào chỉ cần đụng vào là trào máu họng cảm nhận được sự lợi hại của môn công pháp này thì vương tú cũng liền bảo ta và quan sư huynh là đồng môn nên thủ tọa không cần phải khách sáo như thế đâu ạ có điều dù mên đã nói thế nhưng cô nàng thủ tọa vẫn nhất quyết không chịu ngươi đã cứu được quan liệt thì coi như là cho đao mạch một ân tình lớn nếu ta không trả ơn cho ngươi thì sao có mặt mũi mà gặp con điên giang hữu dung nữa nghe thấy lời này vương tú cũng liền bảo đao quân đại nhân tuyệt đối không thua kém giang sư thúc trước lời nói đó cô nàng đau quân này lại càng cay cú hơn vì nghĩ mình phải hơn cô à thủ tịch của đan mạch mới được sau khi hăm dọa xong cô nàng liền bảo ngươi gọi cô à đó là sư thúc mà còn ta lại gọi là đau quân ngươi thấy ta đây không thân thiết bằng à ta sao trước lời nói đầy ẩn ý đó thì vương tú cũng bắt đầu chém gió mà khen cô nàng đau quân không dứt lời do thấy khứa vương tú này không những đẹp trai mà còn quá biết điều nên cô nàng liền bảo từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là sư tỷ đi cho nó thân mật với một màn quay xe thần sầu này thì vương tú cũng không dám gọi vì sợ giang hồ nó đánh cho chết mẹ có điều sau một lúc hăm dọa thì vương tú cũng liền chấp nhận gọi cho cô nàng vui và lúc được gọi là sư tỷ thì cô nàng lại lấy ra một thanh nham thạch huyết linh chi tặng cho vương tú xem như là quà gặp mặt của sư tỷ do biết cây huyết linh chi này là một bảo vật cực phẩm giúp cho con người kéo dài tuổi thọ vô cùng hiếm gặp có giá trị liên thành nên vương tú khá là đu đưa không ngờ vị sư tỷ mới kết giao này lại hào phóng tới như thế trước sự ngu ngơ của vương tú thì cô nàng cũng bảo chỉ là chuyện nhỏ méo có việc gì đâu vương tú nghe thấy những lời này thì liền trầm ngâm không thôi Bây giờ đây cô nàng thầm nghĩ không lẽ nó muốn từ chối nữa hay sao, nhưng có điều chưa đợi cô nàng nói gì, thì bây giờ Vương Tú chỉ lo hỏi cái cây này làm sao ăn được. Khi biết được Vương Tú đã chấp nhận, thì cô nàng liền nói một tí ta chỉ cho ngươi cách ăn, bây giờ đây có một chuyện ta muốn hỏi ý kiến ngươi. Vốn dĩ tu vi và thời gian nhập môn của ngươi còn ít lẽ ra không được tham gia, nhưng vì tình thế cấp bách bỏ qua lần này, phải 10 năm nữa mới có cơ hội nên ta phải nói cho đệ biết. Còn hai tháng nữa Long Vân Bí Cảnh sẽ mở cửa chào đón du khách, Long Vân bí cảnh này 10 năm mới mở một lần, trong đó có vô số cơ duyên và thiên tài địa bảo cho các đệ tử trẻ tuổi của Ngọc Hoa Tiên môn thu thập. Mỗi lần bí cảnh mở tiên môn đều sẽ phái một nhân vật cấp thủ tọa theo để dẫn dắt, và người dắt đội lần này không ai khác đó chính là ta. Và cơ duyên này ta muốn tặng cho ngươi, ngươi có muốn đi không? Trước câu hỏi đó, Vương Tú liền bảo đệ sẽ đi trả lời xong Vương Tú, cũng thầm nghĩ nơi đó là phó bản nhất định có nguy hiểm, mà nơi có nguy hiểm thì ta có cơ hội trổ tài khi thấy Vương Tú đồng ý trong một nốt nhạc cô nàng đau quân cũng không quên nhắc nhở, đệ suy nghĩ kỹ chưa bên cạnh cơ duyên thì nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm, và trên hết là phải có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể vào được. Trong thời gian ngắn thế đệ có thể đột phá hay không? Trước nỗi lo của vị sư tỷ thì Vương Tú cũng liền bảo sư tỷ cứ yên tâm, tu hành giả phải đối diện với nguy hiểm mới trưởng thành được. Với lại trong thời gian 2 tháng ta nhất định sẽ đột phá tu vi. Thấy khí thế hùng hồn của sư đệ mình, thì cô nàng rất vừa bụng và trên hết là, cô nàng rất vui vì Vương Tú gọi mình là sư tỷ. Cô cũng nói thêm nếu cô à đang quân biết được đệ gọi ta là, tỷ tỷ thì át hẳn bà phải ganh tị đến chết đây mà. Nghe tới đây Vương Tú mới biết mình bị lừa rồi, kiểu này chắc khó sống với đăng quân quá. Vì nam nhân luôn có khát vọng trở thành tiền bối của người khác, nhưng nữ nhân lại muốn mình trẻ trung. Nếu ta gọi Đao Quân là sư tỷ mà gọi Đăng Quân là sư thúc thì lần này ta xanh cỏ tới nơi rồi, do nghĩ thế nên cậu ta cũng quá đá luôn. Có điều trong lúc cậu ta còn đang hóa đá, thì cô nàng sư tỷ của cậu ta cũng đã chào từ biệt rồi rời đi. Vào thời khắc này Vương Tú cũng tự cảm nhận được sự tức giận khi Đăng Quân biết mình gọi Đao Quân là Hồng Anh tỷ tỷ tuy là rất sợ nhưng đành đi tới đâu hay tới đó vậy. Có quyết định xong Vương Tú cũng liền quay trở về nhà để tu luyện nâng cấp tu vi. Lúc ở nhà Vương Tú, cũng thầm nghĩ trúc cơ là nền tảng quan trọng nhất đối với tu sĩ, nên ta phải cố gắng đột phá thật vững chắc mới được. Nghỉ xong cậu ta liền quyết định hấp thụ cây nham thạch huyết linh chi để củng cố tu vi và đột phá trúc cơ. Sau khi cậu ta hấp thụ xong, thì bất ngờ có một cơn đau vô cùng khủng khiếp đã xuất hiện. Lúc cơn đau nhức qua đi thì bấy giờ cậu ta cũng cảm thấy phê như con tê tê. Khi cảm giác dễ chịu hơn thì Vương Tú đã bắt đầu tập trung tu luyện có điều trong lúc cậu ta còn đang tu luyện ngon lành thì có một giọng nói phát ra, thật không ngờ bà già nam tính đó lại cho người một món quà quý giá tới như thế. Người nói ra lời này không ai khác chính là cô nàng Đăng Quân. Nghe thấy lời đó và nhìn thấy dáng vẻ mờ lem của cô nàng thì Vương Tú cũng ngú hồn chim én, sau đó thì liền tiến tới mà chào hỏi đôi ba lời. Trước những lời chào hỏi này cô nàng Đăng Quân cũng liền bảo tu vi của ngươi nay đã tiến bộ hơn nhiều hy vọng lần này, ngươi vào Long Vân bí cảnh sẽ thu được nhiều chiến lợi phẩm. Nói xong cô nàng liền kêu Vương Tú đưa tay ra, để tặng cho cậu ta một cái hồ lô khi mở ra xem, thì bất ngờ có một luồng hỏa thuộc tính vô cùng khủng bố sôi sục trong cơ thể, kế tiếp cậu ta liền đổ ra và thấy hai viên xích hoàng đan. Bấy giờ đây Vương Tú cũng biết lần này cô nàng đang quân luyện ra được 8 viên, cô nàng cho Vương Tú 6 viên còn lại hai viên thì cho cô đệ tử của mình. Do thấy 6 viên nhiều quá nên Vương Tú muốn cô nàng lấy lại bớt. Nhưng vì biết được nếu không có Vương Tú thì cây xích hoàn huyền xâm đó, chỉ còn đúng cái nịch, nên cô nghĩ cho cậu ta 6 viên là hợp lý không cần phải bận tâm. Trước những lời nói chân thành này Vương Tú một lần nữa lại cảm tạ cô nàng không thôi nhưng ai có ngờ đâu với lời cảm tạ đó, thì cô nàng lại từ từ đưa môi lại lỗ tai của Vương Tú mà nói, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì tối nay đi tới chỗ ta đi, giúp ta bối một quẻ xem sao. Trước yêu cầu này thì Vương Tú cũng liền từ chối xem bói cho ngày vào buổi tối chắc ta chết đó. Chiêu chọc xong Vương Tú cô nàng cũng liền rời đi. Sau khi trở về Đan Mạch bấy giờ cô sư muội Lục Ức Chi của Vương Tú cũng đi tới, mà hỏi sư huynh có nhận đan dược không. Biết sư huynh mình chịu nhận thì Lục Ức Chi rất là vui. Trước thái độ của cô đệ tử thì Đang Quân cũng không biết dùng từ gì để nói, Xích Hoàng đang là một thần vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đan dược quý giá tới thế vậy mà ngươi lại cho hắn tận sáu viên ngươi đúng là ngốc nghếch. Trước nghi vấn của sư phụ thì cô nàng cũng liền bảo Chi Nhi cảm thấy đưa những viên đan dược đó cho sư huynh là hoàn toàn hợp lý, không những thế sau này nếu gặp đan dược tốt hơn kéo dài tuổi thọ con, cũng sẽ tặng hết cho huynh ấy. Với sự hiền lành của cô nàng thì Đăng Quân cũng liền nhào tới mà ôm hôn chồng chọc. Hai tháng sau bấy giờ, ở trong phòng luyện công của Vương Tú bất ngờ cậu ta đã có dấu hiệu đột phá từ trong người của Mên đã xuất hiện những luồng năng lượng kỳ bí, không những thế Vương Tú còn bị kéo vào một mảnh không gian thần kỳ. Ở nơi đó có một con hỏa phượng hoàng bay phía trên một bó kim liên. Bây giờ đây Vương Tú cũng biết được, rằng mình đã đột phá tới trúc cơ có điều cậu ta đột phá trúc cơ sao lại khác so với người khác quá. Khi đột phá xong thì Vương Tú vô cùng tự tin. Bây giờ đây Vương Tú cũng biết có lẽ vì mình đã hấp thụ 6 viên Xích Hoàng Đan, nên khi đột phá trúc cơ đã tạo ra một sợi tiên hoàng chân ý, sợi tơ chân ý này dung nhập vào cơ thể khiến cho vương tú từ nay trở về sau đều có thể dễ dàng ngưng luyện ra tiên thiên kinh khí có quy luật lớn hơn không những thế nó còn khiến cho linh căn hỏa thuộc tính của vương tú nâng cao thêm một tầng nữa từ đó trở thành hỏa linh thể cảm thán xong bấy giờ vương tú cũng đã nghe được tiếng chuông triệu tập mọi người chuẩn bị tiến hành khảo hạch lúc này ở trường lâm phong mọi người đang tụ họp và bàn luận không ngừng khi mọi người còn đang tập trung bàn luận thì có hai cô nàng vô cùng xinh đẹp bước ngang vào người đó chính là lục ức chi và cô sư muội của nàng ta trước sự chém gió và định bợ lẫn nhau của những sư huynh đệ còn lại thì cô nàng lục ức liên khá là cay cú mà chửi thầm khác với sư muội của mình cô nàng lục ức chi không để ý tới những việc cô sư muội nói mà chỉ lo tập trung tìm kiếm vương tú thấy được biểu hiện của cô sư tỷ thì cô sư muội lục ức liên cũng liền bảo tỷ đang tìm tên thần côn đó sao chẳng lẽ tỷ đã trúng mê dược của cậu ta rồi à do thấy cô sư muội mình tào lao quá nên sư tỷ cũng liền chửi cho cô ta một trận và nói ta không có tìm huynh ấy muội đừng có chém gió có điều giấu ai thì giấu như sao giấu được cô sư muội của mình bấy giờ lục ức liên cũng bỏ tỷ nói không quan tâm vậy mà tối qua ai vừa nằm mơ lại vừa kêu vương tú sư huynh à ta lạnh quá với những lời cả khịa này thì lục ức chi khá là cay cú và liền đánh cô sư muội một trận trước sự dã man của cô sư tỷ lục ức liên vô cùng cay cú vì từ khi vương tú xuất hiện sư tỷ mình không còn yêu thương mình như ngày xưa nữa do nghĩ thế nên cô nàng muốn gặp mặt vương tú để đánh cho cậu ta một trận đối với lục ức liên đệ tử của quái mạch đều là thần côn lừa gạt cô nàng cũng thầm hứa với lòng ta nhất định phải bảo vệ tỷ tỷ không cho bọn họ lừa gạt tỷ ấy khi lời nói đó vừa dứt thì bất ngờ có một nhóm cô nương liền bảo trời ơi trai đẹp kìa bà con ơi nghe được lời này cô nàng cũng liền nhìn qua và thấy vương tú đi tới lúc này đây các cô nàng ai nấy cũng đều nhào tới bao quanh bên cậu ta được các cô nàng rất là ngưỡng mộ nhưng mấy chàng trai thì lại không thích trong đó có một kẻ cũng liền lên tiếng nói con gái đúng là chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài trông bí cảnh thực lực mới là trên hết quan trọng hơn là nhan sắc của ta đây cũng đâu thua gì tên đó đâu nhưng khi thấy được nhan sắc của tên này đồng bọn của hắn cũng liền ói muốn chết Bấy giờ đây Lục Ức Chi, ở phương xa nhìn thấy cảnh Vương Tú bị cả đám nữ nhân bao vây, thì cô nàng quyết định gọi Vương Tú lại. Lúc nghe thấy lời kêu gọi đó, Vương Tú liền nhìn qua và thấy cô sư muội của mình. Có điều chưa đợi Vương Tú đi qua, thì bấy giờ tốc nhân vật quần chúng lại bắt đầu cà khịa, vì cô nàng mê trai quá nghe. Vậy thì chứng ngại xã hội của cô nàng lại tái phát rồi rung như cây sấy. Thấy sư muội mình không ổn, thì Vương Tú đã đẩy các cô nàng xung quanh ra và chạy tới chỗ cô sư muội của mình để an ủi. Bấy giờ đây cô em gái của Lục Ức Chi cũng đã gặp Vương Tú, Ban đầu thì cô nàng chém bạo lắm nhưng khi thấy vẻ đẹp thần sầu của men cô nàng, cũng ngượng đỏ mặt. Không những thế cô nàng còn tỏ ra thân thiện với cậu ta nữa chứ. Hải đúng là cô nàng này quay xe nhanh quá rồi nha. Bấy giờ đây Lục Ước Liên cũng thầm nghĩ, tại sao trên thế giới này lại có một người đẹp trai ve kêu như thế cơ chứ, chả trách gì sư tỷ lại nhất kiếm trung tình. Ta đây tu luyện trận pháp, con đường này gần như là tu đạo chân chính. Nó yêu cầu rất nghiêm khắc lạnh nhạt vô tình, thành ra ta có yêu cầu rất cao đối với sự hoàn hảo, nhưng dù ta có nhìn thế nào cũng không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào ở vị sư huynh này, do nghĩ thế cô nàng phải tự chấn an mình ta phải bình tĩnh lại tên này chính là một tên thần côn nhưng mặc kệ cô nàng nghĩ gì lục ức chi chỉ lo quan tâm và rủ vương tú lập nhóm với mình bấy giờ đây vương tú cũng nhớ lại ngày hôm qua quan sư huynh đã đến và xin lỗi vì không thể vào trong bí cảnh để lập nhóm do nghĩ vậy nên vương tú liền muốn lập nhóm với lục ức chi và lục ức liên để tăng tính an toàn và khi có được quyết định vương tú cũng liền xoa đầu cô sư muội mà nói đồng ý trước thái độ này của vương tú thì cô sư muội lại dụng chứng lột độc nhưng chưa đợi cô nàng dụng chứng xong, thì bất ngờ có một khứa thanh niên tên Lâm Kinh Lôi đã đi tới. Tên này là một thiên kiêu có tiên thiên cực phẩm lôi hỏa song linh căn. Người này được thủ tọa lôi mạch phá lệ nhận cậu ta làm đệ tử chân truyền. Có điều lúc nhìn thì nghĩ cậu ta ngầu lòi lắm nhưng khi thấy Lục Ức Liên thì đã lập tức nhào tới để thả dê. Nhưng dù cậu ta có nhiệt tình thế nào thì Lục Ức Liên vẫn cứ mơ cậu ta méo thèm quan tâm. Không những thế còn hỏi cậu ta đến đây làm gì nữa chứ. Với câu hỏi đó thì Khứa Thanh niên Thiên Lôi này liền nghĩ, Lục sư muội nói chuyện với ta rồi anh em ơi, từ trước tới giờ nàng ấy không nói với ta tính nào toàn gặp ta là xúc bay không à? Do nghĩ thế là có tiến triển nên cậu ta cũng liền bảo, ta nghe nói sư muội cũng vào bí cảnh. Thế nên ta muốn gia nhập nhóm để bảo vệ mọi người, có chuyện gì ta sẽ cân tất. Với sự thiện ý đó thì cô nàng vẫn bảo ta méo có cần. Tuy cô nàng trả lời rất căng, nhưng tên thanh niên hệ lôi lại tự đa tình mà nghĩ, ác hẳn sư muội quan tâm ta sợ ta không tập trung, nên mới nói thế chứ gì ta cảm động quá đi. U là trời cha nội này đúng là ảo tưởng sức mạnh quá đáng và cũng vì quá ảo tưởng sức mạnh nên cậu ta cũng thầm hứa với lòng muội cứ yên tâm ta nhất định bảo vệ muội. Nói xong cậu ta liền phóng điện ra giống như Pikachu. Bấy giờ đây cậu ta cũng chém ta đã đột phá tới trúc cơ đỉnh phong rồi muội cứ yên tâm nha, có ta ở đây không ai tổn thương được tới muội hết. Khi thấy được tiềm năng của nhóc thiên lôi này, thì tốt nhân vật quần chúng không ngừng cảm thán, trời ơi người gì đâu mà giỏi quá vậy nè. Ngược lại với thái độ của bọn họ thì Lục Ước Liên chỉ lo ông cô sư tỷ của mình và lại đính chính ta méo cần bảo vệ, nói xong cô nàng liền làm nũng trong lòng Lục Ước Chi bấy giờ đây khứa thanh niên thiên lôi cũng thầm nghĩ cô nàng này đã đột phá tới trúc cơ đỉnh phong rồi tiềm năng đúng là không dưới ta để có thể tiếp cận với sư muội mấy tháng gần đây ta đã cố hết sức để đột phá lên trúc cơ đỉnh phong nhưng không ngờ rằng vẫn tốn công vô ích lúc cậu ta nghĩ tới đây thì bất ngờ nhìn thấy vương tú đứng phía sau cùng vì thế nên cậu ta nghĩ rằng cô nàng được vương tú bảo kê nên từ đó lại sinh ra ác cảm với mên biết được điều đó vương tú cũng khóc hết nước mắt mà nó thật chứ liên quan gì tới ta hả cái thằng trời đánh nhưng mặt cho vương tú có nghĩ thế nào thì thái độ định ý của thanh niên thiên lôi vẫn không hề thuyên giảm trước suy nghĩ ngu ngốc đó của thanh niên hệ lôi men liền quyết định tiến lên để làm hạ nhiệt tình hình bằng câu nói không phải ta bảo vệ hai nàng đâu mà ta được hai cô nàng bảo vệ vương tú vừa chém ra lời này thì tốt nhân vật xung quanh cũng đứng hình nhưng sau khi đứng hình xong thì thanh niên thiên lôi không những không hết giận mà càng đi slide vương tú hơn không ngờ trên đời lại có người mặt dày tới như thế một đại nam nhân mà để cho hai cô nàng bảo vệ à thanh niên thiên lôi liền cho rằng lục ước liên sẽ cực kỳ ghét vị vương tú sư huynh này có điều đẹp trai là được tha thứ hết, vì bấy giờ đây Lục Ước Liên cũng liền bảo, một người thẳng thắn như Vương Sư Huynh mới là thanh niên chân chính. Trước sự thật phũ phàng này hứa thanh niên thiên lôi, cũng hết nước chấm còn Vương Tú thì phải cảm thán vì đẹp trai muốn làm gì cũng được. Bấy giờ ở đây thanh niên thiên lôi, cũng khóc hết nước mắt sư muội đã chán ghét mình tới thế rồi sao? Nhưng dù có bị chán ghét thế nào thì thanh niên mặt dày, cũng cứ sắp lại gần cô sư muội mà bảo, sư muội à ta cũng sợ lắm muội cũng bảo vệ ta với nha. Nhưng ai có ngờ đâu khi nghe được lời này cô nàng lại bảo ngươi to xác, như con trâu mà kêu ta bảo vệ không biết nhục à do đối xử quá bất công nên thanh niên hệ thiên lôi cũng chết lặng u là trời sao thiên vị như thế chứ và cũng vì quá uất ức nên khứa thanh niên hệ lôi liền chỉ thẳng vào mặt của vương tú mà chửi ngươi rốt cuộc đã cho sư muội uống thuốc mê gì rồi hả thằng kia hôm nay không nói rõ thì ta không bỏ qua đâu nói xong hắn ta liền triệu hồi lôi điện ra và cười với một dáng vẻ vô cùng rợi đòn bấy giờ đây cứ nghĩ rằng sắp có một trận chiến thì lục ức chi cũng đã đi tới và ngăn cản thằng nhóc hệ lôi khi thấy cô sư tỷ của người yêu mình đứng ra ngăn cản, thì tên thanh niên chơi sấm sét này cũng liền bảo chuyện này không liên quan tới tỷ làm ơn tránh ra đi. Và một lần nữa thanh niên hệ lôi không biết Vương Tú đã làm gì mà khiến cho hai cô nàng mê tới như thế. Tu vi của hắn không xuất sắc thiên phú, cũng không bằng người chẳng lẽ vì đẹp trai muốn làm gì cũng được sao? Vì quá bức xúc nên thanh niên chơi điện liền gạ kèo solo với Vương Tú. Có điều khi lời đó vừa dứt thì bất ngờ có một giọng nói vang lên, tên họ Lâm kia ngươi đang sủa cái gì đó hả? người nói ra lời này không ai khác chính là các huynh đệ của Đao Mạch, người thanh niên to xác này là sư đệ của Quan Liệt Quan Tiểu Hải. Thấy được sự xuất hiện của Quan Tiểu Hải thì thanh niên chơi sấm sét cũng khá là rén, nhưng chờ đợi cậu ta kinh sợ xong thì bấy giờ Quan Tiểu Hải cũng đi tới chào hỏi Vương Tú. Sau đó bọn họ cũng liền bảo bọn ta là Đao Mạch thập tam thái bảo, tông chỉ của chúng ta là bảo vệ Vương Tú sư huynh, ai dám đụng tới huynh ấy chúng ta liền chém cho chết mẹ. Và những người nào Vương Tú sư huynh nhìn không ưa mắt chúng ta cũng chém cho chết mẹ. Chúng ta vì chém mà sinh vì chém mà diệt, vương tú nghe được câu khẩu hiệu này thì thấy nó quen quen sao á cứ giống với mấy anh đa cấp ở việt nam vậy này trời tuy có hơi bất ngờ nhưng vương tú cũng thầm cảm thán họ không hồ là mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi nhất của đao mạch ai trong bọn họ cũng có tu vi cao cường có điều nhìn bọn họ thì có vẻ mạnh như coi bộ đầu óc không được thông minh lắm với sự góp mặt của đao mạch thập tam thái bảo thì khứa thanh niên hệ lôi cũng thầm nghĩ tại sao quan tiểu hải lại tới nơi này bảo vệ vương tú cơ chứ ta và hắn vốn đâu có gì hiểm khích với nhau đâu, cũng vì nghĩ thế nên thanh niên hệ luôn liền chém chuyện này liên quan gì tới các ngươi, mà các ngươi xen vào cơ chứ. với sự nghi hoặc của hắn thì quan tiểu hải cũng cầm thanh đao đưa tới mà nói, vương tú sư huynh có ơn cứu mạng đại sư huynh của chúng ta, thế nên ai dám đụng tới tú sư huynh bọn ta liền chém cho chết mẹ. khẳng định chủ quyền xong thì những anh em còn lại cũng hô lên chém, chém, chém chết mẹ nó đi. top nhân vật quần chúng ở ngoài nghe được những lời quan tiểu hải nói, thì đu đưa không thôi, thật không ngờ đau mạch đại sư huynh quan liệt vậy mà từng được vương tú cứu phải biết quan liệt đó là người mạnh nhất thế hệ trẻ của ngọc hoa tiên môn vô địch cùng cảnh giới nhân vật truyền kỳ như thế mà lại được vương tú cứu sao thật là vô lý quá đi mà để trả lời cho nghi vấn của bọn họ quan tiểu hài liền bảo những điều ta nói chính là sự thật vương tú sư huynh đã từng cứu quan liệt sư huynh của chúng ta nên các ngươi đừng có làm càng khứa thanh niên hệ lôi nghe được lời khẳng định này thì đầu óc của hắn liền nhảy số mà nghĩ tên vương tú đó hẳn là chém gió lừa người đây mà chắc hắn nhân lúc gặp quan sư huynh nên liền lấy một lá bùa ra và chém tầm bậy, nhưng mọi việc trùng hợp nên quan liệt sư huynh mới nghỉ vương tú giúp mình chứ gì. Có điều hắn vừa nghĩ tới đây, thì bất ngờ có một tên băng bó toàn thân đã xuất hiện và cảm ơn vương tú. Bấy giờ đây hắn cũng xin lỗi men vì đã không nghe lời của cậu ta. Mấy tháng trước sư huynh nói ta sắp tạch lô dẫn, tới bị thương vậy mà ta lại không nghe. Tuy rằng ta không tin như trong quá trình luyện đan ta, cũng để ý cẩn thận nên mới có thể toàn mạng sau khi tạch lô. Cảm ơn xong tên thanh niên liền lấy một túi linh thạch ra để tặng cho vương tú xem như quà tạ lỗi. Trước sự khách sáo của tên này thì Vương Tú cũng khách sáo lại, mà cầm dùng cho cậu ta vui. Ở gần đó khi nghe được bản lĩnh thần kỳ của Vương Tú, thì tốt nhân vật quần chúng liền tiến lên xin lỗi cậu ta vì đã nghi ngờ. Sau khi xin lỗi xong bọn họ liền nhờ Vương Tú xem cho mình một quẻ. Tới bây giờ bọn họ cũng biết được tại sao Ngọc Hoa Tiên môn lại để cho quái mạch tồn tại, vì thật sự quái mạch cũng có khi nói đúng chứ không phải toàn chém gió. Bấy giờ đây Khứa Thanh niên hệ Lôi cũng đã hiểu được mọi việc và nghĩ tên tiểu tử này cũng có chút bản lãnh. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới đây thì bất ngờ Lục Ức Chi đã hét lên, "Các ngươi đừng có làm càng, Vương tú sư huynh không thể tùy tiện coi bói cho người khác được. Các ngươi có biết rằng một khi huynh ấy giúp người thoát nạn, thì huynh ấy phải bị thiên đạo phản phệ hay không? Lúc trước các ngươi không tin còn nói lời hăm dọa huynh ấy, bây giờ đây các ngươi biết được thì hành động như thế đo à? Các ngươi thật sự nghĩ sư huynh thiếu vài viên linh thạch này hay sao? Sư huynh thật ra chỉ lo cho các ngươi nên mới nhận cho các ngươi vui mà thôi. Các ngươi nghĩ rằng những viên linh thạch này có thể đổi lấy mạng sống của huynh ấy sao? Các ngươi đúng là một lũ lòng lang dạ sói. Các ngươi mau cút đi cho ta! khi lời này vừa dứt thì lục ức chi lục ức liên và quan tiểu hải cũng đã đứng chắn trước mặt vương tú bấy giờ đây bọn họ cũng nhớ lại quái mạch một khi muốn tính toán cái gì đó thì phải dùng tuổi thọ để đánh đổi biết vậy nên bọn họ vô cùng cảm động và hối hận vì lúc trước đã ra tay với vương tú sư huynh mà quan trọng nhất là vương tú sư huynh dù bị chúng ta ham dọa và bắt nạt thì huynh ấy cũng sẵn sàng hy sinh tuổi thọ của mình để nhắc nhở chúng ta việc làm nhân nghĩa tới thế thì con người của huynh ấy phải vĩ đại tới mức nào cơ chứ do nghĩ thế nên bọn họ đã khóc nức nỡ bấy giờ đây vương tú nhìn qua cô nàng sư muội của mình mà thầm nghĩ không ngờ cô nàng hướng nội này lại có mặt đáng yêu như thế lúc thấy được vẻ mặt ân cần của vương tú thì cô nàng đã bắt đầu ngượng đỏ mặt rồi bốc khói đầu thêm một lần nữa trước sự ngại ngùng đó của cô nàng vương tú đã tới gần và an ủi cô nàng thế là trong thoáng chốc cô nàng đã không còn căng thẳng mà lại dụng chứng một lần nữa cô nàng cứ dụng chứng kiểu này thì chắc không còn chứng để dành luôn quá trong lúc cô nàng còn đang cảm động thì vương tú lại còn đưa tay lên mà lau nước mắt cho nàng nữa chứ đồng môn thấy được cảnh này thì lại càng cảm động và khóc dữ dội hơn nữa trong số đó có một nhóm người còn quỳ xuống mà xin lỗi và cảm ơn vương tú không những thế bọn họ còn tán vô mặt mình bóp bóp. Trông thấy được cảnh này Vương Tú cũng liền kêu bọn họ đứng dậy đi, ta chỉ là tự nguyện giúp đỡ đồng môn không cần hồi báo cái gì cả, các ngươi đừng có làm vậy ta khó xử lắm. Thấy được tấm lòng của Vương Tú bọn họ cũng đã đứng lên và thầm hứa, với lòng khi trở về bọn ta nhất định phải tuyên dương sự tích anh hùng của Vương Tú sư huynh mới được, nói xong bọn họ cũng liền rời đi. Bấy giờ đây cũng có nhiều người nghĩ rằng mình đã hiểu lầm quái mạch và trên hết vị Vương Tú sư huynh này, thật khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ bọn họ nói tới đây, thì bất ngờ quan tiểu hại đã đi tới trước mặt cậu thanh niên hệ lôi mà chém, ngươi còn ở đây làm gì nữa hả, đợi 12 người bọn ta đánh cho sấp mặt hay sao? Trước sự hăm dọa này thanh niên cũng không tính về sự nữa, vì cậu ta không thể đánh lại 12 tên ngu này được. Quan trọng nhất là tên vương tú này cũng thật không đơn giản. Do nghĩ thế nên hắn liền muốn rời đi. Có điều trong lúc hắn đang đi thì bất ngờ Vương Tú gọi lại mà nói một lời, "Kính Hoa Thủy Nguyệt, Hải Thị Sơn Lâu, Liên Đài vốn hư vô, Long Đàm chôn tiên cốt. Ngươi hãy nhớ lấy lời của ta vì nó có thể cứu ngươi một mạng." nghe thấy lời này thanh niên hệ lôi cảm thấy đu đưa nhưng vì vương tú nói thiên cơ không thể tiết lộ nên hắn rất là tức mà rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người cũng thầm cảm thán vương tú sư huynh thật là tốt quá đi mà tên đó đắc tội với huynh ấy mà huynh ấy còn chỉ điểm cứu hắn ta nữa chứ bấy giờ đây vương tú cũng liền bảo không có gì sư huynh đệ với nhau không cần bận lòng như thế nghe được lời đó thì cô nàng lục ức liên cũng nói tuy rằng tên lâm kinh lôi này không được mọi người ưa thích lắm nhưng thực lực của hắn không tệ không biết cái gì có thể gây nguy hiểm cho hắn Lục Ước Chi nghe vậy, cũng thầm nghĩ lần này sư huynh bói toán lại phải tốn không ít thọ nguyên, nếu như lời sư huynh nói nguy cơ lâm kinh lùi sắp gặp phải, rất kinh khủng vậy cái giá huynh ấy phải trả lớn tới cỡ nào. Rõ ràng là huynh ấy thọ mệnh không còn được nhiều hà tất gì vì một người đối đầu với mình, mà hao phí thọ mệnh như thế nữa chứ. Lục Ước Chi nghĩ vậy nên rất là lo lắng và thầm hứa với lòng khi vào trong bí cảnh sẽ tìm thêm đan dược và linh thảo kéo dài tuổi thọ giúp huynh ấy sống tốt hơn. Bây giờ đây sau một lúc tụ họp thì mọi người gần như đã đến đông đủ, sau đó Đao Quân cũng đã xuất hiện và khi Đao Quân vừa tới thì Vương Tiểu Hải cũng đã lại gần và nói những chuyện lúc nãy đã diễn ra cho cô nghe. Cô nàng biết được tất cả liền bảo các ngươi làm tốt lắm, Tiểu Hải à đệ tử Đao Mạch chúng ta phải phân rõ ân oán, ai có ân nghĩa với chúng ta thì chúng ta giúp đỡ. Nói xong cô nàng liền vỗ quan Tiểu Hải một cái để động viên, nhưng có điều cái vỗ này cũng khiến cho thằng nhỏ ọc máu luôn. bấy giờ đây Vương Tú cũng đi tới để chào hỏi, nhưng khi nghe thấy bên gọi mình là sư thúc thì cô nàng rất là cay cú. Và khi được đổi lại thành hồng anh tỷ thì cô nàng đã vui hơn rất nhiều có điều cô nàng thì vui thật, như quan tiểu hải cùng lục ức chi và lục ức liên thì hú hồn chim én, mà nó thật chứ sao lại là sư tỷ, nếu như thế thì bối phận của ta lại quá nhỏ rồi. Có điều với sự nghi hoặc đó thì cô nàng đao quân liền nói người, của đao mạch chúng ta làm việc không cần phải câu nệ tiểu tiếp, chỉ cần không làm sai là được. Chúng ta không cần phải theo khuôn khổ như đệ tử của đan mạch, nói xong cô nàng lại hướng về phía vương tú mà làm ra bộ dáng đáng yêu mà hỏi, lời ta nói có đúng không? Trước câu hỏi này thì Vương Tú cũng hú hồn chim én, bấy giờ đây cậu ta nghĩ át hẳn Đan Quân cũng đang theo dõi cuộc trò chuyện này, ta mà nói đúng là ta coi như chết mẹ. Và cũng vì nghĩ thế nên Vương Tú cùng chém, Hồng Anh tỷ nói đúng đệ tử của Đao Mạch thật khiến người khâm phục. Nhưng chuyện của đệ tử Đan Mạch cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Với lời nói đó thì Vương Tú đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giải quyết xong mọi chuyện thì sau đó mọi người cũng liền đi vào trong bí cảnh. Lúc bấy giờ ở Đan Mạch cô nàng thủ tọa cũng thu hồi thần thức và cũng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa coi như ngươi biết chuyện, ngươi mà ăn theo con nhỏ đó là ta đánh ngươi chết mẹ rồi con ả đao quân này thật không biết xấu hổ lớn tuổi vậy mà còn bảo nó gọi là hồng anh tỷ à do nghĩ thế nên cô nàng cũng liền kêu thuộc hạ của mình lên và bảo truyền lệnh xuống những đệ tử từng chửi mắng vương tú phạt chặt cây ba tháng với lại từ hôm nay vương tú chính là đệ đệ của bồn tọa ai dám vô lễ với hắn thì môn quy sẽ hầu hạ người đó hai hai bà chị này đúng là vui tính quá đi mà